có thể là trong lớp này bạn có thể một số bạn đã học qua cái phần mềm này rồi, được chưa? Có thể là công cụ mình đã biết sẵn rồi, nhưng mà lưu ý là mình sẽ học thì mình lưu ý mình sẽ đi theo cái lộ trình, cho nên mọi người chú ý là mình sẽ trải nào cái nào biết rồi bạn có thể ôn lại kiến thức của mình có thể xử lý theo cái thứ tự của mình, được chưa? Ok, bắt đầu cái bài đầu tiên mình sẽ đi theo phần là tổng quan phần mềm, bạn nghe bài tổng quan phần mềm. Phần mềm Photoshop là một những cái phần mềm mạnh nhất về điểm ảnh hay là pixel. Cho nó sẽ chỉnh sửa từng cái chi tiết hình ảnh một. Và thực ra khi bạn mở trên phần mềm Photoshop lên thì bạn thấy cái giao diện của mình ở đây. Khi mà làm việc mới trường hợp thì mình sẽ theo từng cái phiên bản. Chẳng hạn trước nay nó sẽ có phiên bản là CS6. Nhưng mà CS6 thì trong quá trình sử dụng nó bị một số công cụ nó không sử dụng được. Chưa? Nếu bạn máy nào yếu ấy, mình có thể sử dụng phần mềm Photoshop như cái CS6 nhưng mà nó không được mạnh. Với một số tính năng nó bị hạn chế, chẳng hạn như đến cái phần màu thì mình sẽ nói qua tổng quan những cái phần từng cái phiên bản một CS6, CC 017, 019 gì đấy. Ok, khi mà làm việc với một cái đối tượng thiết kế thì bạn lưu ý mình phải tạo ra một cái môi trường làm việc. Chưa? Thì môi trường làm việc của mình là một cái khổ giấy, thì bạn cứ ghi vào cho mình là cách tạo ra khổ giấy làm việc. Cách tạo ra khổ giấy làm việc. Chẳng hạn như bạn thiết kế cho mình một cái poster hay là một đối tượng là banner quảng cáo Facebook chẳng hạn, thì trong quá trình chẳng hạn nếu banner quảng cáo Facebook của nó thì có kích thước sẵn, chẳng hạn banner quảng cáo Facebook kích thước của nó là 900x603 pixel, đấy là kích thước cố định, chưa? Ok, thì tạo ra khổ giấy nào, bạn chọn vào file, chọn vào phần Ctrl N tạo ra khổ giấy làm việc. Bài đầu tiên là một trong những cái bài nó rất là quan trọng và nó là cái nền tảng để nó tạo ra những cái phần chuyên sâu sau này. Cho nó phần Ctrl N tạo ra khổ giấy làm việc. Chưa? Ok, trong phần tạo ra khổ giấy cái bảng này bạn lưu ý, nó sẽ có một số thuộc tính có sẵn cho bạn để bạn không phải chọn. Chẳng hạn như shape, photo, green, bạn thấy những cái thuộc tính trên đây này của mình. Chưa? Photo, green. Chẳng hạn như bạn chọn ở phần print mình sẽ có thông số có sẵn, chẳng hạn như A4, bạn tích vào đây. Thì toàn bộ tất cả những hệ thống về kích thước hay là những cái thuộc tính bên nào nó tự động thay đổi theo các bạn chọn. Chẳng hạn như A3 hay là A5 ở đây thì nó sẽ tự động. Và cái thứ hai chẳng hạn như mình sẽ chọn những cái thuộc tính về vẽ. Bạn tích vào đây, nó tự động thay đổi theo kích thước của bạn đang chọn. Và phần mềm Photoshop mình có ứng dụng rất nhiều, có thể kết hợp nhiều cái mảng khác nhau. Chẳng hạn như bạn sẽ liên quan phần là thiết kế website. Thì cái website thì mình có thể là cắt giao diện hay tạo ra những phiên bản giao diện của bạn. Thì nó cũng có sẵn HD. Phần thứ hai là mobile, những cái phiên bản là iPhone này, Android, iPad, đây có sẵn. Thì cái này bạn có thể tham khảo thêm rất là nhiều những cái thuộc tính có sẵn. Thì trong trường hợp sử dụng phần mềm Photoshop thì mình hay sử dụng hai trường hợp. Thứ nhất là print và thứ hai là phần website. Đây là hai trường hợp mình hay sử dụng nhất trong quá trình có thể thiết kế phần này. Print để in ấn tạo ra những khổ giấy thực tế, chẳng hạn như A4, A3, A2 hay là những khổ giấy khác standee kích thước 60x6 chẳng hạn. Thứ hai, đối tượng liên quan phần là truyền thông online là website. Truyền thông online. 1920x1080 pixel. Và cái tiếp theo chẳng hạn như trong trường hợp bạn thấy là cái khổ giấy của mình nó không có trường trong trường hợp này, hay là mình tạo ra một khổ giấy khác thì bạn có thể đánh trực tiếp cái thông số vào đây. Đây bạn sẽ tạo ra cái thông số bạn chọn, chẳng hạn như kích thước của mình quảng cáo Facebook lúc nay mình nói cho bạn rồi, kích thước của nó là 900x603. Chưa? Thì mình sẽ xử lý nào. Ok, bây giờ mình sẽ cách tạo ra khổ giấy, bạn đi vào đối tượng đầu tiên đó là phần đổi tên. Chưa? Đổi tên file. Chẳng bạn làm cho mình một cái dự án. Chưa? Hay là hôm nay mình sẽ làm liên quan phần là bài tập 1. Thì mình có thể đánh tên trực tiếp vào đây, bài tập 1. Để mình có thể phân biệt với những cái phần đối tượng là file khác. Chưa? Khi mà xong phần tên rồi, mình sẽ có phần kích thước của mình, nó sẽ có hai đối tượng. Thứ nhất là width, phần thứ hai là chiều cao 2. Chưa? Và trong quá trình mình đánh thì bạn cũng cần lưu ý mình sẽ chọn cái thông số kích thước nào phù hợp, các bạn sổ xuống đây.
Được chưa? Thì trong trường hợp này bạn thấy cái đối tượng của mình có khá nhiều cái kích thước tạo ra những cái khổ giấy có sẵn trên thực tế. Đây là ba kích thước mình sử dụng trong quá trình mình thiết kế đối tượng này: pixel, cm và mm. Không biết mọi người có tìm hiểu qua cái phần chẳng hạn như cái khổ giấy thực tế không ạ? Ở trong đây những cái khổ giấy tế bạn cứ chọn nào. Nó là tích vào đây, kích thước của nó tự động gửi cho bạn là xem print. Ok, đây A4 chạm 21 x 297. Đây là 210 x 297 mm. Thì nó tự động cho bạn, bên nam cũng tương tự. Đây, toàn bộ tất cả những hệ thống nó đều là cm hoặc là mm. Cái thứ hai là liên quan phần truyền thông đúng không? Website, bạn tích vào phần website. Mình nhắc lại cái có sẵn các bạn được chưa? Tích vào đây, nó là pixel. Tích vào đây cũng tương tự đối tượng là pixel. Thì cái phần mềm này nó rất hay, nó tự động cho bạn trong quá trình mình sẽ sử dụng những cái file thiết kế có sẵn. Nhưng mà trong trường bạn muốn tạo ra một cái file khác, kích thước chẳng hạn như 900 x 603 quảng cáo Facebook chẳng hạn, bạn có thể đánh số trực tiếp vào đây cho mình. Width là chiều ngang 900. Phần thứ hai, phần chiều cao của mình là 603. Đây là thông số bạn sẽ thay đổi trực tiếp đối tượng mình. Và phần tiếp theo trong quá trình sử dụng về phía phiên bản là khổ giấy của mình thì nó sẽ có hai dạng. Thứ nhất là khổ giấy ngang và thứ hai là khổ giấy nằm dọc. Thì trên cái phiên bản của mình nó sẽ có cái rất hay là bạn có thể chẳng hạn như trong trường hợp mình cái dùng là 900 x 603 khổ giấy nằm ngang. Mình muốn thay đổi khổ giấy nằm dọc thì ra. Nếu bạn đánh lại thì nó rất mất công. Thì trong phần mềm bạn thấy có hai biểu tượng này, thay đổi trực tiếp khổ giấy nằm ngang thành nằm dọc và ngược lại. Bạn tích vào đây, nó tự động thay đổi 603 thành 900. Chưa vừa ngược lại, bạn tích vào đây. Đấy. Chẳng hạn như trong trường hợp print đi, A4 sẵn của nó chỉ có là nằm dọc thôi. Đúng không? Nhưng mình muốn làm cái tờ rơi nằm ngang thì mình rất đơn giản bằng cách là tích vào cái biểu tượng này. Thì nó sẽ thay đổi trực tiếp trên cái khổ giấy bạn đã tạo ra. Ok, 900 x 603. Đấy, đối tượng của giấy của mình tiếp theo. Và phần tiếp theo các bạn, đối tượng của mình là phần upload. Nhưng mà trong phần mềm Photoshop thì phần upload này nó không được mạnh lắm. Thì mình có thể bỏ qua phần này. Cái này mạnh nhất trong cái phần trường hợp mình sử dụng với phần mềm sau là phần mềm Illust. Tạo ra các trang, chẳng hạn như trang đối tượng chẳng là dàn một cái tờ rơi đơn giản đi, thì nó có mặt trước mặt sau đúng không? Thì mình sẽ có phần upload tạo ra hai khổ thiết, hai đối tượng thiết kế trên một cái phiên bản. Nếu phần mềm Photoshop nó không được mạnh thì bạn hãy bỏ qua phần này. Và phần tiếp theo của mình đó là resolution. Resolution là độ phân giải.
bạn ghi vào. Cái nào rất quan trọng, độ phân giải. Resolution, độ phân giải. Chưa? Cái này bạn có tìm hiểu qua chưa? Chẳng hạn như bạn tải một cái ảnh bìa trên Facebook, bạn xem thì thông tin của nó có những trường hợp gì. Thứ nhất là kích thước, và thứ hai là nó rất quan trọng. Chẳng hạn như trong trường bạn dùng cái trên website, khi bạn dùng trên website là thứ nhất là hình ảnh của internet, và thứ hai là web của chạy nhanh. Thì cái trường hợp nó rất quan trọng thì nó sẽ phân cấp theo ba đối tượng. Các bạn như là độ phân giải, phân cấp theo ba đối tượng. Thứ nhất là hình ảnh trên website, độ phân giải của nó là hai. Trên website độ phân giải nhé. Và tiếp theo thì đối tượng sử dụng nhất và rất nhiều nhất trên thị trường hiện nay đó là Facebook. Facebook thì dự kiến độ phân giải là 150. Và trường hợp thứ ba rất là phổ biến đó là trường hợp bị điện biên. Độ phân giải thì sẽ là từ 300 trở lên. Độ phân giải từ 300. Thì nó sẽ phân cấp cho bạn theo ba cấp độ đấy, 72 hiển thị trên website, 150 Facebook và 300 để in ấn. Chưa? Chắc là như bạn phục vụ in ấn đi, à, kích thước của nó là 4 mà để độ phân giải 72 thì ngày của mình nó bị vỡ hình rất nhiều. Chưa? Thì bạn cần lưu ý phần này. Đấy là cái phần độ phân giải. Thì tùy thuộc vào mục đích sử dụng thì mình sẽ hiển thị trên trường hợp nào. Chẳng hạn như mình đang đánh là 900 x 603 hiển thị trên Facebook, mình sẽ đánh độ phân giải của nó là 150. À, Photoshop thì nó không phân cấp tự động cho bạn, nhưng với trường hợp những cái phần mềm sau chẳng hạn như Illustrator thì nó tự động đánh số bạn 72, 150 hay là 300. Đây tự động. À, và phần tiếp theo cái đối tượng của mình đó là color mode, hệ màu. Color mode hệ màu. Color mode hệ màu. Chưa? Hệ màu bạn thấy có rất nhiều trường hợp. Bitmap, gray, RGB, CMYK và phần lab color. Nhưng mà trong quá trình mình sử dụng về thiết kế thì mình sử dụng hai hệ màu cơ bản mà thôi. Ok, hệ màu sử dụng đối tượng của mình là RGB. Thứ nhất là hệ màu RGB. Qua tìm hiểu về phần này không nhỉ? Nếu bạn làm về in thì phần này nó rất là quan trọng. Chưa? Ok, bạn đầu tiên bạn ghi cho mình là hệ màu RGB. Thì mục đích sử dụng nó là gì? Hệ màu RGB. À, toàn bộ tất cả những cái đối tượng thiết kế hiển thị trên màn hình đều mình phải sử dụng hệ màu RGB hết. Toàn bộ tất cả những thiết kế hiển thị trên màn hình đều phải sử dụng hệ màu RGB. Chẳng hạn như Facebook, website, bảng điện tử, đèn LED. Và trường hợp thứ hai mình sử dụng hệ màu đó là màu CMYK. Hệ màu CMYK. Hệ màu CMYK sử dụng phiên bản để in ấn. Màu CMYK để in ấn. Được chưa? Cho nên là bạn lưu ý mục đích sử dụng như nào thì bạn sẽ chọn những cái tông số phù hợp. Chẳng hạn như bạn có thể làm trên Studio thì nó sẽ có thêm cái phần hệ màu là Lab Color nữa, cái ngoài. Chưa? Còn cơ bản nhất thì mình sẽ có hai hệ màu thông số. Thứ nhất là RGB hiển thị trên màn hình bảng điện tử. Thứ hai là CMYK chỉ có dành riêng cho in ấn mà thôi. Được chưa? Thì trong quá trình học thì mình sẽ phân biệt rõ cho bạn hai cái hệ màu này, nó tại sao nó có sự phân biệt giữa hai đối tượng. Thì cái đối tượng quảng cáo Facebook thì mình sẽ sử dụng hệ màu nào nó phù hợp nhỉ? RGB đúng không? Ok, mình sẽ sử dụng hệ màu RGB. Đối tượng của mình chỉ hiển thị trên màn hình thôi. Và phần tiếp theo, cái đối tượng chế độ 8 bit, bạn ghi vào chế độ 8 bit. Bởi vì trong quá trình mà tạo file bạn có thể chọn nhầm chẳng hạn 16 bit hay 32 bit thì sử dụng là sao. Ok, chế độ 8 bit. Chế độ thông thường có thể sử dụng toàn bộ tất cả những cái hiệu đối tượng hiệu ứng. Chế độ thông thường sử dụng toàn bộ hiệu ứng. Dạ, thì trong thiết kế thì mình sẽ chọn vào cái chế độ 8 bit. Chẳng hạn bạn lỡ tích vào chế độ 16 bit thì nó sẽ bị sao? Nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ giới hạn toàn bộ, giới hạn một số cái ứng dụng và hiệu ứng của bạn. Còn chẳng hạn như 32 bit thì nó sẽ không có phần hiệu ứng nữa. Chà, thì bạn cũng cần chú ý, nó là một cái điểm nhỏ nhưng bạn cần chú ý điểm này.
toàn bộ tất cả những cái đối tượng thiết kế của mình sẽ chọn vào chế độ là 8 bit. Đây là những cái thông số cơ bản nhất trong quá trình mình tạo ra mấy khổ giấy thiết kế. Và phần tiếp theo là phần background color. Như là những cái phần nền thiết kế ban đầu thì mình mặc định cho nó là một màu trắng, bởi vì trong quá trình mình thiết kế mình có thể đổi màu cho nó được. Và grid thì mình sẽ tạo ra mấy khổ giấy thiết kế. Thì lưu ý ban đầu thì toàn bộ tất cả những hệ thống về thiết kế của mình nó đều nằm trong cái khung hình chữ nhật, có thể nằm dọc hay nằm ngang đối tượng của mình ở đây. Và bạn thấy đây là cái màn hình làm việc của mình. Thứ nhất, mình sẽ giới thiệu qua một tí về cái màn hình làm việc. Bên trái của mình là những đối tượng thanh công cụ. Bên trái của mình là những đối tượng thanh công cụ. Và bạn thấy là đối tượng của mình nó sẽ có một cái khung hình chữ nhật của thanh công cụ. Đây là những phiên bản làm việc của bạn. Đây là những trước của mình đã để sẵn cho nó là 900x605 và tất cả những đối tượng thiết kế hình ảnh về nội dung thì bạn sẽ bỏ vào cái khung hình chữ nhật. Còn những cái đối tượng là màu green thế ngoài thì sẽ không làm việc. Và đối tượng phần mềm Photoshop bạn đối với nó chỉ làm việc trong cái khung hình màu trắng màu đô. Và phía trên là những đối tượng thay đô và bên phải của mình là chi tiết về công cụ mình đang sử dụng. Đây là cơ bản về cái phần mềm mình đang sử dụng đối tượng là phần mềm Photoshop này. Ok, thì bước đầu tiên mình sử dụng cái đối tượng về phần mềm thì mình sẽ học cách là phóng to thu nhỏ cái vùng làm việc của bạn. Bạn ghi vào cách phóng to thu nhỏ đối tượng vùng làm việc. Vùng làm việc của mình là cái đối tượng màu trắng ở giữa màn hình kia. Thì trong quá trình sử dụng phần mềm Photoshop hay là những phần mềm khác thì mình hay sử dụng nhất là công cụ phím tắt. Ok, bạn ghi vào phóng to thu nhỏ đối tượng vùng làm việc, Ctrl cộng phóng to và Ctrl trừ thu nhỏ. Ctrl cộng và Ctrl trừ thu nhỏ. Ok. Ctrl cộng, Ctrl trừ. Bởi vì trong quá trình biến thiết kế, chẳng hạn như mình muốn là thêm một số họa tiết nhỏ thì mình có thể con Ctrl cộng lên để mình có thể là zoom đến cái chi tiết này mình sẽ xử lý. Chẳng hạn như cái phần nền, những họa tiết hoa văn nó rất là bé thì mình có thể phóng to lên bằng cách là Ctrl cộng một đối tượng này. Thứ hai là Ctrl trừ, mình có thể nhìn tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng mình đang thiết kế được không. Và trong quá trình chẳng hạn như mình Ctrl trừ nó quá nhỏ thì mình làm cách nào có thể đưa cái khổ giấy của mình ra giữa màn hình là nhanh nhất. Bạn đi vào Ctrl 0 trở về mặc định của đối tượng khổ giấy giữa màn hình. Ctrl 0 trở về mặc định khổ giấy ra giữa màn hình. Thì bạn thấy này, khi bạn tạo ra cái khổ giấy và làm việc ban đầu thì nó sẽ có đối tượng là màu trắng. Thì mình có thể thay đổi cho cái không gian làm việc của mình thay đổi màu sắc khác được không? Chẳng hạn như màu đỏ, màu trắng hay màu vàng, đối tượng màu gì đấy thì mình có thay đổi được. Bạn ghi vào cách đổi màu cho vùng làm việc. Cách đổi màu cho vùng làm việc. Cách đổi màu cho vùng làm việc. Ok, mình sẽ xem lại cái phần thanh công cụ của mình một tí. Thì trên cái thanh công cụ của mình nó sẽ thường một tất cả những đối tượng, chẳng hạn như công cụ đầu tiên đến công cụ cuối cùng nó sẽ có sắp xếp theo đối tượng. Thì ở đây thì trên thanh công cụ của mình sẽ có hai cái khác tất cả màu. Thì đối tượng của mình nó sẽ quy định là đối tượng trên của mình sẽ nằm trên. Đối tượng dưới của mình là nằm dưới. Thì hai cái màu này mình sẽ quy định nó là màu trên và màu dưới cho bạn trong quá trình xử lý về thiết kế. Thì trong trường hợp bạn muốn thay đổi màu sắc rất đơn giản bằng cách là tích vào một đối tượng màu, click vào màu thì bạn thấy nó hiển thị cho bạn cái bảng màu này. Chẳng hạn trong trường hợp bạn muốn đổi màu nền thành màu đỏ, bạn có thể kéo cái sắc thái màu đỏ của mình lên đây. Và thứ hai mình có thể kéo cái thuộc tính là thành gạch. Bạn chọn cho mình một chẳng hạn như màu tím. Ok, thì bạn thấy này, cái thuộc tính khi mà ok xong cái đối tượng thuộc tính của mình nó sẽ thay đổi.
Chẳng hạn như màu dưới cũng tương tự, tích vào màu dưới. Chọn cho mình một cái đối tượng là màu đỏ. Chờ, thì bạn thấy cái đối tượng của mình khi mà sử dụng đối tượng thay đổi màu, nó sẽ có hai sắc độ, màu trên là màu xanh, còn màu dưới của mình màu đỏ. Thì để sử dụng hai cái màu này thì mình sẽ xử lý ra sao? Bạn ghi vào là cách đổi màu. Chờ, đổi màu thì mình sẽ có hai phương án, một là đổi màu trên, một thứ hai là đổi màu dưới. Chờ, đổi màu trên, đổi màu dưới. Bạn ghi vào Ctrl Delete hoặc Ctrl Backspace đổi màu dưới. Thì bạn thấy này, thứ nhất là cái vùng làm việc của mình nó chỉ nằm trong cái khổ giấy bạn vừa đổ màu thôi, tức màu trắng gốc. Ctrl Backspace đổ màu dưới, bạn thấy đối tượng màu dưới của mình đang là màu đỏ. Và ngược lại, trường hợp mình muốn là đổ màu trên thì xử lý sao? Alt Backspace đổ màu trên. Alt Backspace đổ màu trên. Thì trong giờ này mình có thể thay đổi giấy sắc tái màu bằng cách là tích vào đây, bạn có thể chọn cho mình cái màu khác, chẳng hạn màu xanh lá. Bạn thấy đối tượng màu xanh lá của mình đang ở trên, thì bạn muốn đổ màu trên rất đơn giản bằng cách là Alt Backspace hoặc là Alt Delete, thì bạn thấy đối tượng của mình tự động thay đổi. Và thứ hai, bạn sẽ quan sát trên màn hình cho mình cái đối tượng khi mà đổ màu nó chỉ nằm trong cái khung khổ giấy chữ nhật làm việc mà thôi, còn những cái vùng ngoài bạn thấy đối tượng mình nó sẽ không có màu. Chưa? Thì bạn hãy chọn cho mình những cái màu sao cho phù hợp với cái phân bản thiết kế của bạn. Chọn vào đây, chọn màu xanh và Ctrl Backspace đổ màu dưới của đối tượng làm việc. Chưa? Bởi vì tùy thuộc vào mục đích sử dụng, chẳng hạn như mình muốn tạo ra một cái phần nền màu nào đấy thì mình sẽ hoàn toàn có thể thay đổi được màu sắc. Chưa? Và trong quá trình sử dụng cái đối tượng phần mềm Photoshop thì mình có thể chẳng hạn như muốn tắt đi toàn bộ tất cả những hệ thống công cụ, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Chẳng hạn bạn thấy cái phần này nó khá là rộng thì mình hãy tắt bớt cái đối tượng này không. Chẳng hạn như trong quá trình mình phóng to, hay là bạn có thể chụp màn hình lại cho cái khách hàng, mình không muốn là chụp lại cái đối tượng về thành công cụ nữa, thì dùng phương án là bạn có thể sử dụng công cụ phím tắt, phím F để thay đổi chế độ làm việc của bạn. Sử dụng công cụ phím tắt F trên bàn phím để thay đổi chế độ làm việc. Ok, bạn ấn vào công cụ phím tắt F thì bạn thấy này, ấn một lần nó mất toàn bộ tất cả đối tượng thành công cụ. Chưa? Bởi vì chẳng hạn như trong chờ bạn nhớ hết toàn bộ tất cả những phím tắt rồi, mình chỉ cần làm việc như này thôi. Đối tượng thứ hai, ấn phím tắt F tiếp theo thì nó hiện diện lại toàn bộ tất cả đối tượng về thành công cụ cho bạn. F tiếp theo, chờ phải F thay đổi chế độ màn hình làm việc của bạn, công cụ phím tắt F. Chưa? Ok, trong phần mềm Photoshop thì bạn lưu ý cái đối tượng phần mềm này, nó sẽ quản lý toàn bộ tất cả những đối tượng theo từng cái lớp một. Chưa? Theo từng chồng, chẳng hạn như bạn lưu ý đối tượng nào nằm trên thì nó trên thì trên, và ngược lại, đối tượng nào nằm dưới thì nó sẽ nằm dưới. Chẳng hạn như trong đường có hai đối tượng nằm thẳng với nhau thì đối tượng nào nằm trước thì nó sẽ nằm trên, và ngược lại, đối tượng nào nằm dưới thì nó sẽ nằm dưới. Như toàn bộ tất cả những cái phần mềm Photoshop nó sẽ quản lý trong phần layer, bạn ghi vào quản lý đối tượng lớp layer, chọn vào Windows, chọn được phần layer F7, layer hay là lớp F7. Chờ, chọn vào Windows, chọn được phần layer F7 đối tượng, thì nó sẽ hiển thị cho bạn cái thanh công cụ layer bên phải màn hình. Thì cách làm việc của đối tượng layer nào, đối tượng thì nó sẽ chồng lớp lên nhau, có bao nhiêu layer thì có bao bấy nhiêu đối tượng. Chẳng hạn bạn đang thấy là đối tượng của mình đang có cái màu xanh, chưa, chỉ có một đối tượng mà thôi. Trong trường hợp tiếp theo bạn muốn tạo thêm một đối tượng nữa thì mình sẽ xử lý như nào. Ok, cách tạo ra layer mới, bạn đi vào cách tạo ra layer hay là lớp mới. Bởi vì bạn muốn chồng thêm một cái màu, chẳng hạn màu đỏ đi trên cái lớp màu xanh này, chưa, trong bảng layer bạn chọn vào phần Create New Layer phía dưới màn hình. Trong bảng layer chọn vào phần Create New Layer. Phía dưới góc phải màn hình. Ok, bạn tích vào đây.
thì nó sẽ được trồng thêm trong cái lớp phía trên. Và cái lớp trên này mình có thể thay đổi màu được không? Ok, an backspace. Bạn thấy đối tượng của mình sẽ đúng không? Cũng tương tự bạn muốn tạo thêm một cái lớp nữa, chọn là phần grid new layer. Cái đối tượng này mình lại đổi cho đối tượng là màu đỏ. An backspace. Chưa? Thì trên bảng layer bạn thấy này, lúc nãy mình chỉ có một thôi, bây giờ mình tạo ra ba đối tượng. Nhưng ba đối tượng bạn thấy nó chỉ nhìn thấy màu đỏ. Bởi vì màu đỏ của mình đang che lấp hai đối tượng dưới là màu xanh cơ và màu xanh lá đây. Thì làm cách nào để mình có thể là nhìn thấy hai đối tượng? Thứ nhất là có thể di chuyển đối tượng màu đỏ không? Chưa? Nếu mà di chuyển đối tượng màu đỏ sang bên này thì nó có nhìn thấy đối tượng màu xanh không? Thì sẽ xử lý tiếp theo bạn đi vào di chuyển đối tượng. Cách di chuyển đối tượng. Sử dụng công cụ phím tắt đầu tiên, phím V. Phím tắt V. Dịch chuyển đối tượng. Chờ, công cụ đầu tiên trên thành công cụ, phím tắt V. Move và tung. Các bạn thấy trên màn hình chưa nhỉ? Move và tung, dịch chuyển đối tượng. Ok, chẳng hạn như bạn đang chọn cái đối tượng layer màu đỏ, bạn muốn dịch chuyển đối tượng layer màu đỏ để có thể nhìn thấy đối tượng phía dưới, giữ chuột và kéo sang bên trái thì bạn thấy đối tượng màu xanh. Chưa, dịch chuyển đối tượng. Được chưa nhỉ? Phím tắt V, dịch chuyển đối tượng. Ok, hãy xem nào. Xử lý ra sao. Hai cái thứ hai là thanh menu của mình mất đi. Thì mình sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là mình có thể sử dụng công cụ phím F. Cái phiên bản làm việc của mình thay đổi cái chế độ làm việc. Được chưa? Phần F của mình nó sẽ có 3 chế độ. Thứ nhất là nó chỉ hiển thị đối tượng của mình thôi, phiên bản làm việc. Chưa? Phần F tiếp theo nó hiển thị đầy đủ. F tiếp theo bạn thấy đối tượng của mình nó thành công cụ, đối tượng của mình. Và phần thứ hai, khi mà cái toàn bộ tất cả hệ thống bạn ấn rồi mà nó không được thì mình sẽ xử lý ra sao? Bạn cần ghi thêm vào cho mình là cách lấy lại công cụ làm việc nhanh nhất. Cách lấy lại công cụ làm việc nhanh nhất. Thì cái này nó có thể áp dụng toàn bộ tất cả những hệ thống về phần mềm của bạn đang sử dụng. Chà. Ok, trên thanh menu của mình, phía đầu cuối, phía cuối của mình nó sẽ có cái biểu tượng đây, bạn sẽ sổ xuống cho mình. Thì đây nó sẽ có rất nhiều phiên bản làm việc. Thứ nhất chẳng hạn như mục đích của mình là vẽ. Thì nó sẽ xóa lược bớt trên một số công cụ, chẳng hạn như điểm tắt, những cái đối tượng không liên quan chẳng hạn mình. Và thứ hai là nếu bạn muốn là sử dụng toàn bộ tất cả hệ thống đầy đủ nhất thì mình sẽ chọn tùy thuộc vào từng phiên bản nhá. Cho nên hiện tại bạn đang sử dụng cái phiên bản CC017, bạn sẽ sổ xuống chọn được phần reset. Sổ xuống chọn phần reset. Chà, thì nó tự động lấy lại toàn bộ tất cả những cái về thành công cụ bản. Và cái thứ hai chẳng hạn như một số cái phiên bản thấp hơn, mình chọn vào phần basic, có phần là basic các bạn. Thì tùy thuộc vào từng cái phiên bản, bạn sẽ chọn cái chế độ sao cho phù hợp nhất để hiển thị toàn bộ tất cả hệ thống về thành công cụ. Được chưa nhỉ? Thì bạn thấy này, trên cái thanh đồ tính layer của mình nó sẽ có 3 đối tượng. Thứ nhất là đối tượng layer màu đỏ. Và thứ hai đối tượng màu xanh lá. Thì trong quá trình bạn muốn dịch chuyển đối tượng màu xanh lá thì sao? Ok, trong bảng layer bạn tích vào đối tượng layer màu xanh lá thì nó sẽ có một cái đường màu ghi ở đây. Hiện tại bạn đang chọn vào layer màu xanh. Bạn di chuyển đối tượng layer màu xanh thì bạn thấy nó sẽ di chuyển. Và ngược lại, cái đối tượng màu xanh dương thì mình có di chuyển được không? Dạ, nhưng mà trong quá trình mình dịch chuyển của đối tượng màu xanh dương mà thấy nó sẽ báo lỗi. Tại sao? Thứ nhất bạn nhìn thấy trên cái thanh đồ tính layer của mình, ngoài lại hai đối tượng layer phía trên nó khác biệt bằng cách là nó sẽ có cái khóa này. Bởi vì khi bạn tạo ra những phiên bản việc thì cái cổ giấy ban đầu nó phải giữ nguyên. Thì trong quá trình mình muốn là dịch chuyển cái khung hình của xanh thì mình sẽ xử lý ra sao? Tiếp theo
cách di chuyển đối tượng gốc, cách di chuyển đối tượng layer gốc. Ok, chẳng hạn như bạn có thể là đọc phần lỗi luôn, nếu bạn tốt về tiếng Anh chẳng hạn như đối tượng mình không thể di chuyển được bởi vì đối tượng layer của mình đang khóa. Chưa, đối tượng loan thì khóa mình xem lại đối tượng layer của mình nó có đối tượng gì, chẳng hạn nó sẽ không thể khóa. Thì khóa này mình sẽ mở khóa bằng phương án nào. Ok, mở khóa bằng cách là tích đúc vào cái đối tượng ổ khóa đấy. Dạ, yeah. Thì bạn thấy đối tượng này nó giống như hai đối tượng layer trên rồi. Thì bây giờ bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ phím V và di chuyển được. Yeah. Nhưng mà khi di chuyển cái đối tượng layer màu xanh, bạn lưu ý nó sẽ có những cái đường kẻ caro phía dưới. Tức như cái phần này nó không có đối tượng tách nền. Như bạn thấy là có tả những cái hình ảnh PNG trên mạng xuống, mà thấy có thể là những ngày nó tách nền sẵn. Bạn có thể chọn những cái đối tượng logo chẳng hạn, thì nó sẽ tách nền sẵn cho bạn. Được chưa? Nó có hình là dạng ô vuông, tức là không có đối tượng nằm ở đây. Chưa? Thì bạn lưu ý trong quá trình mình chọn đối tượng layer để di chuyển, thì bạn sẽ chọn bằng phương án là tích thẳng trực tiếp vào đối tượng layer trên thanh công cụ layer đây. Màu đỏ, bạn di chuyển. Thứ hai, bạn thấy màu xanh nó đang bị che phía dưới, mình không nhìn thấy được. Bạn chọn vào layer thứ màu xanh đây, di chuyển đi trên thì đối tượng của mình sẽ nhìn thấy. Chà, đang cách xử lý toàn bộ tất cả đối tượng layer. À, nhưng mà khi mà tạo ra rồi thì mình có thể xóa đối tượng layer được không? Bạn ghi vào, cách xóa layer. Xóa đối tượng layer. Ok, chẳng hạn bạn muốn xóa đối tượng layer nào thì trên thanh thuộc tính layer bạn sẽ chọn vào đối tượng layer đấy. Chẳng hạn bạn thấy màu đỏ nó không phù hợp đối với phiên bản thiết kế của bạn, thì bạn chọn tích vào phần layer màu đỏ. Thứ hai, trong cái bảng layer mình sẽ có thuộc tính là thùng rác, tích vào biểu tượng thùng rác. Ok, tích vào đây thì nó hiển thị cho bạn cái bảng bảng hỏi. Được chưa? Lại xóa đi. Tương tự màu xanh này bạn thấy là muốn xóa đi thì sao? Chọn là phần thùng rác. Nhưng mà trong trường bạn lưu ý này, cái phần này nó đang bị thừa. À, mình không muốn hỏi lại nữa. Thì mình sẽ xử lý bằng phương án là nó nhanh hơn không? Ok. Bạn có thể ghi cách thứ hai, cách xóa đối tượng layer. Delete trực tiếp trên bàn phím. Ấn phím delete trực tiếp trên bàn phím. Bạn muốn xóa layer nào thì bạn sẽ chọn vào đối tượng layer đấy. Chẳng hạn màu xanh dương, bạn tích vào layer màu xanh dương và delete trực tiếp thì đối tượng bạn thấy nó sẽ bị xóa đi. Và đương nhiên cái layer cuối cùng thì bạn lưu ý là nó không xóa được bởi đối tượng của mình là nhận layer gốc. Chờ. Và phần thứ hai, khi mà mình lỡ xóa đi rồi, mình có thể lấy lại cái phiên bản làm việc trước của mình được không? Bạn ghi vào cách lấy lại các bước vừa thực hiện, bởi vì mình không muốn là lại tạo thêm một layer lại đổ màu thì nó rất mất công. Chà, bằng cái trường hợp là control tùy thuộc vào phiên bản nhá. Chẳng hạn mình đang sử dụng cái phiên bản CC2019 thì mình sẽ dùng cái phím tắt là control Z. Còn nếu trường hợp bạn đang dùng phiên bản CC2017 mình sẽ có phím tắt là control Alt Z. Control Alt Z lấy lại các bước vừa thực hiện, các bước tức là mình sẽ lấy lại được nhiều bước. Control Alt Z lấy lại các bước vừa thực hiện. Chờ, bạn thấy này, Control Alt Z lại thì bạn thấy cái thuộc tính của mình đang trở lại cái màu xanh. Tương tự Control Alt Z một lần nữa thì bạn thấy là đối tượng của màu đỏ của mình hiện thị lại. Chờ, bởi vì trong quá trình thiết kế bạn lưu ý là mình không thể làm một phát đi nuột từ đầu đến cuối được, mà trong quá trình mình có thể thứ nhất là lỡ xóa và thứ hai là sử dụng đối tượng chẳng hạn tách nền nó bị sai một bước thì mình có thể trở lại bằng cách là Control Alt Z. Chà, Control Alt Z. Ok, bây giờ mình sẽ đi chi tiết toàn bộ tất cả những hệ thống về bảng layer này cho bạn. Bạn ghi vào các đối tượng trên bảng layer. Các đối tượng trên bảng layer. Được chưa? Thì bạn thấy này, trên mỗi thanh thuộc tính của layer nó sẽ có những cái biểu tượng giống nhau, giảm cái phần đầu tiên, phần thứ hai, phần ba và phần cuối cùng. Thứ nhất là con mắt. Thứ nhất là con mắt. Con mắt thì mục đích làm gì?
Như trong trường hợp mà cái màu đỏ nó không phù hợp thì bạn có xóa đi, nhưng mà muốn là trong trường hợp mình muốn là vẫn giữ nguyên cái phiên bản này, nếu bây giờ bạn cắt luôn là trong sau đấy bạn xóa đi cái trường hợp này thì nó mất hẳn. Còn trong trường hợp muốn cắt hen mắt đi thì bạn đây này tích vào biểu tượng con mắt thì đối tượng màu đỏ của mình nó sẽ mất đi, nhưng mà nó nằm vẫn nằm trong cái bảng layer của mình. Chà, con mắt tắt bật đối tượng layer, biểu tượng con mắt tắt bật đối tượng layer. Okay, cũng tương tự toàn bộ tất cả đối tượng khác, tích vào con mắt nó tắt đi và tích vào đây cũng tương tự nó sẽ tắt đi cho bạn, nó sẽ là một cái phiên bản trống không có đối tượng nằm trên này. Chờ. Và tương tự bạn muốn hiển thị lại tích vào đây. Và cách thứ hai bạn muốn chẳng hạn như trong trường hợp mình đang có 3 đối tượng, 3 layer, bạn rất đơn giản bằng cách là kéo trực tiếp từ trên xuống dưới giữ chuột thì nó sẽ mật luôn cả toàn bộ tất cả đối tượng layer này. Chờ. Kéo toàn bộ tất cả cũng tương tự tắt đi thì kéo từ trên xuống dưới thì đối tượng layer của mình sẽ tắt hết. Chà. Phần thứ hai của đối tượng layer đó là layer thu nhỏ, layer hình ảnh thu nhỏ. Thì hình ảnh thu nhỏ này nó hiển thị phần gì? Thứ nhất là cái vị trí của đối tượng layer, nó nằm chỗ nào thì nó sẽ review trực tiếp cho bạn trên cái thuộc tính này. Chẳng hạn màu đỏ bạn di chuyển, chà, nó chỉ nằm phần góc nhỏ này thôi, thì trên cái bảng layer, cái thuộc tính layer thu nhỏ này, hiểu đấy, hình ảnh thu nhỏ thì nó vẫn nằm cái vị trí này. Thì trong quá trình mình xác định được cái vị trí nó nằm chỗ nào, hay là chẳng hạn trong quá trình mình thiết kế có một số chi tiết nhỏ, yeah, thì mình có thể là xác định bằng cách là chọn vào đối tượng layer đấy và xem chi tiết, chẳng hạn nó nằm ngoài thì sao, nằm ngoài thì nó không hiển thị, yeah. Và tương tự trên này cũng tương tự, đối tượng của mình nó không hiển thị phần và chọn vào đối tượng layer đấy, kéo đến vị trí nào sao cho nó hiển thị trên cái phiên bản làm việc của bạn thôi. Chà, đây là layer thu nhỏ. Và phần thứ ba đối tượng của mình là phần tên, tên của layer, tên của layer. Chà, này, khi mà tạo ra một đối tượng layer thì nó sẽ tự động sắp xếp từ layer 0 cho đến layer cuối cùng bạn đang tạo, 0, 1, 2, 3, vân vân. Thì trong trường này mình có thể thay đổi tên được không? Bởi vì mình muốn là chẳng hạn như nó nằm ngoài. Yeah. Cái này cũng tương tự, màu xanh mình sẽ đẩy ra ngoài. Thì trong trường này mình không biết là đối tượng nào màu xanh, đối tượng màu đỏ, đúng không? Thì trong quá trình mình thiết kế mình có thể thay đổi tên cho đối tượng layer được không? Bạn ghi vào cách thay đổi tên đối tượng layer để mình có thể phân biệt với những đối tượng layer khác. Tích đúc vào đối tượng chữ, tích đúc vào, tích đúc vào phần tên. Bạn tích đúc vào đây thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi tên, chẳng hạn như bạn đánh cho mình là tên màu đỏ. Thứ hai, màu xanh phía dưới cũng tương tự, tích đúc vào phần chữ. Yeah. Xanh lá chẳng hạn. Và tương tự đối tượng phía dưới tích đúc vào phần chữ layer này. Xanh dương. Chưa? Thì trong trường này bạn có thể phân biệt đối tượng rất đơn giản, chẳng hạn như màu đỏ của mình kéo ra ngoài cũng tương tự màu xanh lá của mình kéo ra ngoài, nhưng mà trong trường bạn thấy là nó phân biệt được bằng cái tên. Chưa? Bạn chọn vào đối tượng layer màu đỏ, bạn kéo vào trong. Thứ hai, màu xanh lá của mình không biết vị trí, có thể kéo ra ngoài, kéo vào trong, di chuyển nào sao cho nó hiển thị trên màn hình của bạn. Chưa? Và phần khoảng trống phía sau đó là liên quan phần hiệu ứng của đối tượng. Phần khoảng trống phía sau, hiệu ứng của đối tượng. Thì phần hiệu ứng thì mình sẽ đi những cái phần bài sau. Khoảng trống phía sau, hiệu ứng của đối tượng. Hiệu ứng của đối tượng. Chà, thì trong quá trình làm việc với layer thì mình sẽ có phần lưu ý nào. Bạn ghi vào, lưu ý khi làm việc với đối tượng layer. Khi có một layer thì mình phải có một đối tượng nằm trên layer đấy.
và tạo ra một layer tích vào phần create new layer đây. Bạn dịch chuyển chưa, không dịch chuyển được, bởi vì đối tượng trên bảng layer của mình khi tạo ra không có đối tượng này. Nhưng mà có một đối tượng layer rồi thì mình phải có một đối tượng nằm trên đấy, bằng cách là có thể đổ màu an backspace hoặc là control backspace đấy, chẳng hạn mình chọn màu vàng an backspace đổ màu trên đối tượng. Và đổ màu trên thì bạn lưu ý để sắp xếp layer của mình, màu đỏ đang nằm trên và màu vàng đang nằm dưới. Thì trong quá trình mình muốn là màu vàng nó nằm trên thì xử lý như thế nào, bạn ghi vào cách xử lý đối tượng layer trên dưới, cách xử lý đối tượng layer trên và dưới. Chẳng hạn trong trường hợp này mình muốn là màu vàng nó lên trên màu đỏ, bằng cái phương án là kéo trực tiếp trên bảng layer, giữ chuột trái kéo màu vàng lên trên màu đỏ thì nó sẽ có một cái thanh màu xanh đây, bạn thấy này, nhả chuột ra thì động màu vàng của mình nó sẽ di chuyển lên trên, và di chuyển lên trên thì nó sẽ là nằm trên cùng. Và cũng tương tự tiếp theo, chẳng hạn như bạn muốn màu xanh dương nó di chuyển lên trên thì bạn giữ màu xanh dương và kéo lên trên cùng. Và cái thứ hai, chẳng hạn như màu xanh dương có thể là nằm màu giữa giữa cái màu đỏ và màu vàng được không, bạn kéo xuống thì nó sẽ có một cái dấu gạch ngang màu xanh ở đây, bạn nhả chuột ra thì đối tượng của mình sẽ nằm giữa, và tương tự kéo xuống dưới. Được chưa? Và tương tự có thể là kéo xuống dưới cùng ở đây, sắp xếp đối tượng layer sao cho nó phù hợp nhất. Nhưng mà trong trường hợp này mình đang có là 4 layer mà thôi. Chẳng hạn sau này bạn sẽ thiết kế cho mình chẳng hạn như một cái poster có rất nhiều chẳng hạn hình ảnh về text, về đối tượng, về chi tiết, thì chẳng hạn như có 50 hay là 100, 1000 layer thì mình sẽ xử lý nào, thì nó rất là lâu. Chưa? Chẳng hạn bạn kéo lên trên 1000 layer thì nó nằm mãi ở trên này cơ, thì xử lý nào, bạn đi vào cách kéo đối tượng lên, đối tượng layer lên trên xuống dưới nhanh nhất, cách kéo đối tượng layer lên trên xuống dưới nhanh nhất. Mình sử dụng phím tắt Ctrl ngoặc vuông bên tay phải cho lên trên một layer. Ctrl ngoặc vuông bên tay phải lên trên một layer. Chẳng hạn bạn chọn vào đối tượng màu xanh lá, bởi vì bạn thấy trên cái trường hợp phiên bản của mình nó không hoạt động, bởi vì nó đang bị những đối tượng khác nó che mắt. Mình muốn lên trên, Ctrl ngoặc vuông chọn vào đối tượng layer đấy, Ctrl ngoặc vuông bên tay phải, Ctrl ngoặc vuông bên tay phải và Ctrl ngoặc vuông lên tay phải thì nó sẽ lên trên cùng. Và ngược lại cho nó xuống dưới thì sao? Ok, xuống dưới bằng cách là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái xuống dưới một đối tượng layer, xuống dưới một đối tượng layer. Cũng tương tự chẳng hạn như màu vàng của mình thì bạn sẽ tích chọn vào đối tượng layer màu vàng, xuống dưới bằng cách là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái thì nó sẽ xuống dưới. Được chưa? Ctrl ngoặc vuông bên tay trái và bên tay phải xuống dưới lên trên một đối tượng layer. Và tương tự chẳng hạn như mình cũng có đang 4 layer, mình muốn đối tượng layer màu xanh dương nó lên trên cùng thì sao? Thì mình sẽ xử lý nào. Ok, bạn ghi vào cho đối tượng lên trên cùng, cách cho đối tượng layer lên trên cùng. Phím tắt Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải. Cũng tương tự màu đỏ của mình nó muốn lên trên cùng, tích vào layer màu đỏ, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải, nó tự động lên trên cùng và che toàn bộ tất cả hệ thống layer phía dưới. Và khi mà lên trên cùng rồi thì mình có thể cho đối tượng xuống dưới cùng được không? Bạn ghi vào xuống dưới cùng, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái cho xuống layer cuối cùng, cho xuống layer cuối cùng. Được chưa? Phân biệt giữa hai đối tượng. Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên một đối tượng, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một đối tượng.
giữ căn chôn xít ngọc vuông bên tay phải lên trên cùng, căn chôn xít ngọc vuông bên tay trái lá xuống dưới cùng. Trang điểm là cái quản lý toàn bộ tất cả hệ thống về layer nó chuẩn nhất. Yeah. Và phần tiếp theo chẳng hạn như mình đang chọn layer bằng cái phương án là tích thẳng trực tiếp vào đây, chọn layer. Tích thẳng vào đây chọn layer màu xanh lá, bạn dịch chuyển bằng công cụ phím V. Và thứ hai tích vào màu vàng cũng tương tự. Tích vào màu đỏ, bạn tích vào đây thì đối tượng của mình cũng dịch chuyển. Yeah. Thì trong quá trình sử dụng chẳng hạn đối tượng của mình có nhiều layer thì mình dùng phương án là nó rất lâu, tìm layer nó rất lâu thì mình có dùng phương án nào nhanh hơn được không? Thì bạn ghi vào cách chọn đối tượng layer. Cách chọn đối tượng layer. Cách chọn đối tượng layer. Cách thứ nhất, mình đã sử dụng cái phương án là tích thẳng trực tiếp trên cái bảng layer. Chẳng hạn bạn màu xanh dương bạn tích vào đây, màu xanh lá thì màu vàng cũng tương tự tích thẳng trực tiếp trên bảng layer. Cách thứ hai, trên cái thanh thuộc tính menu của mình nó sẽ có một cái biểu tượng là Auto Select. Auto Select trên thanh thuộc tính menu của mình. Được chưa? Bạn tích vào. Tự động chọn. Auto Select vùng chọn tự động. Tích vào phần Auto Select. Có bạn nào không có cái này không nhỉ? Chờ. Nếu mà trong trường không có thì lúc nãy mình đã nói qua với bạn rồi, tùy thuộc qua từng cái phiên bản thì mình sẽ chọn cái chế độ phù hợp. Chọn một số cái trường hợp là chọn ở phần Classic ở đây. Chờ đến tại sao nó sẽ hiển thị toàn bộ tất cả hệ thống, thứ nhất là thanh công cụ bên trái, thanh thuộc tính menu của mình bên trên và thuộc tính chi tiết về công cụ của mình bên phải. Được chưa? Phiên bản CC0 mình sẽ chọn ở phần Erase. Còn một số chẳng hạn như CC017 lâu mình không sử dụng không nhớ, chẳng hạn như chọn ở phần Classic. Ok, cách thứ hai bạn chọn đối tượng bằng cách là tích vào biểu tượng Auto Select phía trên. Thì Auto Select sử dụng như nào? Rất đơn giản, chẳng hạn bạn muốn chọn màu vàng, tích thẳng trực tiếp màu vàng trên phiên bản thiết kế. Thì trên bảng layer bản thân là nó tự động chuyển về màu vàng. Dàn màu xanh lá tự động chuyển, màu xanh dương bạn thấy tự động chuyển và màu đỏ cũng tương tự thì bạn thấy nó tích. Thứ hai là bạn có thể di chuyển được không? Giữ màu vàng di chuyển, giữ màu xanh di chuyển, đây di chuyển. Màu vàng di chuyển và màu đỏ cũng tương tự thì bạn thấy chọn đối tượng nó rất nhanh. Chào, tích chọn vào phần Auto Select và chọn trực tiếp đối tượng trên cái phiên bản thiết kế của bạn. Được chưa? Nhưng mà trong quá trình mình thiết kế, thứ nhất là sau này mình sẽ có rất nhiều cái layer mà layer của mình nó có thể là không nhìn thấy được. Yeah. Thì cái trường hợp sử dụng cái phần Auto Select thì nó sẽ không hiệu quả và tối ưu. Bạn có thể bỏ phần này đi. Bỏ Auto Select đi trong quá trình mình thiết kế. Không nên sử dụng cái này nữa. Bởi vì chẳng hạn như trong trường hợp sử dụng những cái về hòa trong tạo ánh sáng, bạn sử dụng cái phương án này nó không được, bởi vì nó chỉ chọn cái đối tượng mà không nhìn thấy được, không chọn được những cái đối tượng gì được. Thì trong trường hợp mình sẽ bỏ phần Auto Select thì mình sẽ sử dụng cái phương án tiếp theo. Phương án tiếp theo để sử dụng chọn đối tượng layer. Chuột phải trực tiếp vào cái đối tượng bạn muốn chọn. Chuột phải trực tiếp vào đối tượng bạn muốn chọn. Thì bạn thấy này. Thì trong trường bạn đổi tên thì nó rất là dễ nhận định. Chẳng hạn màu vàng thì mình cũng thay đổi tên luôn đi. Màu vàng. Chẳng hạn bạn chuột phải vào đối tượng màu vàng thì bạn thấy đối tượng màu vàng của mình nó sẽ hiển thị trên cùng. Thì bạn sẽ chọn vào layer đấy. Tương tự đối tượng màu đỏ, chuột phải vào màu đỏ, bạn thấy nó hiển thị trên cùng, dịch chuyển. Màu xanh lá tương tự, dịch chuyển. Và màu xanh dương cũng tương tự, nó sẽ hiển thị trên cùng cho bạn. Nhưng mà trong trường tiếp theo, chẳng hạn như màu xanh dương của mình nó che lấp cái đối tượng màu xanh lá của mình phía dưới. Thì cái này mình sẽ chọn như nào? Thì bạn lưu ý khi bạn chuột phải thì nó sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới giống như bảng layer của bạn. Đối tượng nào nằm trên thì nó sẽ nằm trên. Đối tượng nào nằm dưới, đối tượng nào thì nó sẽ nằm dưới. Màu xanh dương đang nằm trên màu xanh lá, cho nên nó không nhìn thấy được.
bạn sẽ chọn xuống vào đối tượng mộc sinh hóa. Bởi vì trên cái bảng layer bạn đối với mình đã được tên rồi thì nó rất dễ. Giải thích vào đây. Thì trên bảng layer bạn thấy nó sẽ chọn vào mộc sinh hóa và di chuyển ra. Bạn sẽ chọn được đối tượng layer phía dưới. Cũng tương tự màu đỏ. Để ở vị trí này, chuột phải vào màu đây, chọn vào màu đỏ. Nhưng mà chuột phải vào bên này thì nó sẽ không có màu đỏ. Bởi vì trên cái thuộc tính bạn đang chọn thì nó không có vị trí của màu đỏ ở đây. Chờ chuột phải vào đây, chọn màu đỏ, di chuyển. Chuột vào xanh lá, di chuyển đối tượng này. Được chưa? Đây là cách sử dụng tiếp theo. Và tiếp theo mình có thêm một cái phương án nữa để mình có thể chọn đối tượng nó đơn giản hơn. X thứ 3. Giữ control. Giữ control. Thì bạn thấy này, khi mà tích vào phím control thì auto select phía trên nó tự động bật. Mà nhưng mà nhả ra, như nhả control ra thì bạn thấy auto select tự động tắt đi. Thì cái biểu tượng bạn giữ phím control là auto select tạm thời. Auto select tạm thời. Thì lúc nãy mình đã sử dụng cái phương án là auto select rồi. Giữ control tích thẳng vào đối tượng đấy thì nó tự động chọn. Giữ control tích thẳng vào đỏ thì nó sẽ chọn màu đỏ. Còn nhả ra thì bạn sẽ di chuyển được đối tượng đấy. Chọn màu vàng cũng tương tự, giữ control tích thẳng vào màu vàng. Bạn chọn được màu vàng và nhả chuột trái ra. Giữ control tích thẳng vào màu xanh, bạn sẽ di chuyển đối tượng màu xanh này. Auto select tạm thời. Auto select tạm thời. Chà, đấy, chẳng hạn đây là cái phiên bản thiết kế của bạn. Thì trong quá trình làm bạn lưu ý cái phần này mình phải lưu lại, chẳng hạn như buổi hôm nay mình chưa làm xong thì buổi hôm sau mình sẽ mở lại cái file này thì mình xử lý thế nào. Ok, bạn ghi tiếp theo cho mình là cách lưu file. Chà, bởi vì chẳng hạn như bạn làm dự án thì lưu ý chẳng hạn nó có thể là không một ngày xong được, cả một tháng trời nó mới xong thì sao? Thì bạn lưu ý bạn sẽ lưu cái file này lại. Thì hôm sau mình sẽ làm việc tiếp. Thì làm việc thì nó có giữ lại những cái phiên bản thiết kế của bạn hay không? Chẳng hạn những cái đối tượng layer này. Bởi vì hôm sau chẳng hạn như bạn muốn là dịch chuyển cái đối tượng màu xanh đến một cái vị trí khác thì nó phải giữ lại cái file thiết kế của bạn. Chọn vào file, chọn vào save, Ctrl S. Chọn vào file, chọn phần Ctrl S. Trong phần Ctrl S mình sẽ chọn đến cái folder phù hợp, chẳng hạn như mình sẽ chọn vào phần desktop. Và bạn sẽ quay lại cái bước mình vừa thực hiện ban đầu, đó là tạo file. Thì khi mà tạo file mình đã đặt tên cho nó là phần bài tập rồi. Thì trong phần này bạn thấy là đối tượng của mình không cần đổi tên nữa. Còn trường hợp ngược lại, bạn Ctrl N đối tượng, chọn vào file, chọn vào phần new. Thì trường hợp này mình không đổi tên. Thì nó sẽ mặc định phần tên này cho bạn. Click và Ctrl S lại thì sao? Bạn tạo ra một đối tượng này, Ctrl S. Thì nó tự động cái phần tên mặc định ban đầu của bạn ở đây. Còn nếu bạn đổi lúc ban đầu rồi có tên bài tập, thì trong quá trình sử dụng về file thiết kế phần mềm Photoshop thì bạn lưu ý. Khi bạn sử dụng sau rồi, tên thì phần phiên bản thiết kế của bạn thì nó sẽ tạo được tất cả các thông tin trên phần tên. Thứ nhất, cái phần đầu tiên là cái phần tên file của bạn. Và phần thứ hai là đấy là có một cái phần là trang ở trang ở đây. Là trong quá trình mình phóng to thu nhỏ, bạn thấy Ctrl cộng thì bạn thấy nó thay đổi thành 200. Ctrl trừ 66.7%. Đấy là nội dung của cái phiên bản làm việc của bạn. Và cái thứ hai nữa, trong quá trình sử dụng đối tượng thì nó sẽ có một cái dấu ngoặc tròn đây. Thì ngoặc tròn là cái gì? Trong ngoặc tròn thì bạn thấy đối tượng của mình có chữ màu xanh dương. Màu xanh dương là đối tượng gì? Hiện tại đối tượng layer của mình sẽ xem xét lại. Layer của mình đang chọn vào layer xanh dương. Bạn sổ xuống màu xanh lá thì đối tượng này nó sẽ thay đổi thành màu xanh lá. Tức là layer mình đang chọn. Chưa? Màu vàng cũng tương tự, tích vào đây thì đối tượng màu vàng thay đổi. Tích vào đây màu đỏ. Chưa? Và cái tiếp theo, trong quá trình sửa đối tượng có thể xem lại cái phần hệ màu mình chọn đã đúng chưa, thì nó sẽ hiển thị trên cái thanh thuộc tính này của bạn luôn, hệ màu RGB và chế độ 8 bit. Đây là cách xem lại cái phiên bản làm việc tạo ra khổ giấy xem nó đúng chưa. Tên, độ dung, layer đang chọn, hệ màu và chế độ 8 bit. Đây là những cái thông số cơ bản nhất. Thì bạn quan tâm cho mình hai chế độ, thứ nhất là hệ màu và thứ hai là cái chế độ 8 bit này. Nếu mà nó sai thì nó không tạo ra phiên bản. Chẳng hạn mình Ctrl N trở lại. Không phải là RGB nữa. Chọn vào phần gray. Chà, gray là màu ghi đúng không? Chẳng hạn mình sẽ chọn cho nó một cái màu đỏ. Đổ màu trên là gì nhỉ?
Undelete hoặc Unbackspace, được chưa? Trong trường hợp mình sẽ chọn màu đỏ. Chưa, bạn thấy đối tượng của mình sẽ chọn màu đỏ, ok. Nhưng mà đàn đổ màu thì nó không ra màu đỏ này. Thì bạn xử lý trường hợp mình đang bị sa hề màu. Mà sa hề màu đâu? Chưa, bạn sẽ xem xét lại cái phần tên phía trên của mình. Thứ nhất là đối tượng tên, độ zoom, hệ màu của mình đang bị sai. Chưa? Thì trong thiết kế mình chỉ dùng hai hệ màu cơ bản thôi. Thứ nhất là RGB hiển thị trên màn hình bằng điện tử. Và thứ hai là C với K liên quan phần in ấn. Còn những hệ màu khác thì bạn hoàn toàn có thể bỏ qua. Chưa? Ok, thì trong quá trình mình muốn sửa đúng không? Chẳng mình xử lý hết toàn bộ tất cả những chi tiết rồi. Mở một cái tấm ảnh lên, nó là màu đen trắng. Muốn trở lại cái phiên bản gốc trong quá trình sử dụng đối tượng như nào? Bạn ghi vào luôn cho mình luôn. Cách thay đổi hệ màu. Cách thay đổi hệ màu. Bởi vì một mới ban đầu tạo ra khổ giấy thì nó sẽ bằng cái phương án là tạo lại. Nhưng mà với trường hợp mà mình làm việc với nhiều đối tượng lâu rồi đúng không? Thì muốn không có tạo lại cái đối tượng khổ giấy đó. Bởi vì nó rất mất công. Nó tạo ra hết toàn bộ tất cả đối tượng về ảnh, về tách, về đồ căn này rồi. Được chưa? Okay, bằng cái phương án là chọn vào phần image, chọn vào phần more. Thì đây nó sẽ hiển thị cho bạn toàn bộ tất cả hệ thống hệ màu và chế độ bao nhiêu bit. Chọn vào phần menu image, chọn vào more. Chưa? Bởi vì một số trường hợp bạn tải hình ảnh trên mạng đấy về, thứ nhất nó không phải là hệ màu C với K hay là RGB nữa, mà nó là chế độ là index của website. Chưa? Phần website thì mình có thể là không chỉnh sửa hình ảnh, không thay đổi màu sắc hay sử dụng hiệu ứng trên cái hình ảnh đấy được. Thì trong trường hợp mình sẽ biến đổi trực tiếp bằng trên cái hệ màu RGB hay là CMYK tùy thuộc vào cái phiên bản hay là mục đích sử dụng mà như nào. Chẳng hiển thị thôi, bạn chọn là phần RGB. Chưa? Bây giờ bạn sẽ chọn màu đỏ đúng không? Đổi màu. Hoặc là màu xanh. An, Backspace đổi màu trên. Thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ làm việc lại với màu sắc. Chưa? Chọn phần Image, chọn là More và chọn là chế độ. Và trường hợp thứ hai chẳng hạn mình chọn sai chế độ 8 bit, 16 bit thành 32 bit. Thì bị một cái trường hợp sau này bạn sẽ liên quan phần hiệu ứng đó. Thì nó sẽ bị giảm tải một số hiệu ứng bạn không sử dụng được. Chà, bạn lưu ý hai hệ màu cơ bản là RGB và CMYK. Cái ban đầu nó rất là quan trọng. Và 8 bit mặc định. Chà, đây là hai những cái thuộc tính cơ bản nhất trong đó. Rồi ok, thì cái đấy mình sẽ về phần sau nhá. Vì mình sẽ làm việc trên một khổ giấy có sẵn trước. Bởi vì mục đích sử dụng của mình là chẳng hạn như cái khổ giấy mục đích kích thước là 900x603 đúng không? Thì mình phải mặc định ban đầu rồi. Chứ không phải là chẳng hạn như mình in ấn trên một khổ giấy A4 mình lại để kích thước là 900x603 đúng không? Thì nó sai. Thứ nhất là khi mà thay đổi lại thì cái màu sắc này nó cũng là nó làm cho chẳng hạn thì nó rất là không. Thì làm phương án là mình nghe là tạo lại của chúng tôi. Còn những phương án sau thì có thể chuyên sâu hơn phần có thể thay đổi trực tiếp của chúng ta. Tuy nhiên thì trong quá trình thay đổi thì một số thuộc tính nằm trong cái phiên bản thiết kế thì nó cũng bị thay đổi theo. Được chưa? Ok, chọn vào file, chọn phần Ctrl S, lưu file lại. Ok, Ctrl S cái file này mình đã làm bởi vì mình có rất nhiều đối tượng layer rồi. Chọn vào file, chọn vào phần Save As, Ctrl S. Mình sẽ chọn đến folder phù hợp, chẳng hạn như chọn vào desktop, mình đang thay đổi bài tập rồi, có thể thay đổi tên khác được không? Chẳng hạn như bài tập 1, BT1. Và cái phần tên nó rất quan trọng, vì nó sẽ phân biệt với những cái dự án khác của bạn. Và trong cái phần đuôi của mình, bạn có thể sổ xuống đây. Ở đây nó có rất là nhiều định dạng đuôi, bạn có thể xử lý. Nhưng mà trong quá trình xử lý, bạn đi vào có hai chế độ lưu file. Thứ nhất là file thiết kế, đuôi đầu tiên Photoshop PSD định dạng file thiết kế. Photoshop nằm trên cùng. Được chưa? Và đây là file thiết kế của mình. Bạn sẽ lưu lại. Được chưa? Ok. Chẳng hạn như hôm nay mình chẳng hạn như học xong rồi, hôm sau mình muốn là chỉnh sửa bài này tiếp, tắt hết phần mềm đi đúng không? No. Được chưa? Không lưu nữa. Cái này xóa đi. Được chưa? Xóa đi. Thì mình sẽ mở lên nhỉ.
Dạ, bạn sẽ thấy trên trong trường hợp mình sẽ lưu ở phần desktop rồi. Thì phần desktop cái file thiết kế của bạn nó sẽ có phần biểu tượng là PS, là file Photoshop. Thì cái này nó có hai cách mở. Một là bạn mở phần mềm trước, bạn kéo trực tiếp cái file này vào. Và cách thứ hai là bạn tích tốc vào đây thì nó sẽ tự động mở trên phần mềm Photoshop. Và cái đuôi PSD nó có cái ứng dụng này, nhất là nó sẽ giữ lại toàn bộ tất cả và ta có thay đổi được theo như bộ đồ mà bạn thấy là hôm trước mình đang làm giờ nó không phải làm vị trí này nữa, chuột phải trong đầu vòng bò đỏ và chuyển đến vị trí khác thì nó sẽ lưu vết cho bạn trong quá trình sử dụng đối tượng này. Chờ toàn bộ tất cả hệ thống layer và đối tượng thứ hai chọn vào file, chọn vào vần CSS. Bởi vì bạn lưu ý không phải là cái file PSD toàn bộ tất cả hệ thống máy tính này nó đều mở được mà nó phải có phần mềm. Vâng, thì mình có thể lưu thêm cái định dạng thứ hai là định dạng hình ảnh, bạn ghi vào lưu file dạng ảnh. Các bạn tìm hiểu dạng ảnh thì nó có bao nhiêu đuôi nhỉ, có những đuôi gì nhỉ? PNG, JPEG, đúng không? Ok, thì trên cái hệ thống đuôi hình ảnh thì nó sẽ có hai dạng sử dụng phổ biến nhất, thứ nhất là JPEG và thứ hai là PNG. Ok, bạn sổ xuống cũng tương tự, chọn vào đây, chọn vào phần JPG đây. Và dạng thứ hai là PNG. Thì hai cái này có gì khác biệt nhỉ? Đúng rồi, PNG nó sẽ cột đồ trong phân giải cao hơn JPEG. Chưa? Và dạng thứ hai chẳng hạn như cái đối tượng của mình. Để ở đây đi. Màu đỏ nhá. Xóa màu đỏ đi. Khi mà bạn xóa màu đỏ đi thì cái vị trí màu trắng này có những cái dấu hình ngang ở chỗ kẻ vuông. Các bạn có thể sử dụng cái phương án là lưu JPEG PNG lại. Ctrl+Shift, chọn vào phần JPEG. Bấm lên đây đổi tên, chọn phần desktop và save nó lại. Được chưa? Và trong phần save của JPEG bạn lưu ý nó sẽ có phần chọn vị trí độ của nó, chất lượng hình ảnh xong nó xuất ra lại. Dạ, bạn xuất cái định dạng cao nhất thì bạn có thể để maximum cho mình là 12. Và trường hợp thứ hai nữa chẳng hạn như trong quá trình mình thiết kế, nhưng mà xếp ra mình xem thử đối tượng của mình ở đây nha. Rồi. Đâu à? Đây. Chà, đây là cái hình ảnh của mình. Như là cái hình ảnh mà khi bạn xuất ra cái dạng JPEG thì những cái khoảng trống không có lượng nó tự động biến thành màu trắng. Thì nó khác biệt với phần phần đối tượng là đuôi PNG. Bạn ghi tiếp theo là đuôi PNG. Ctrl Shift S. Bạn thấy lưu ý cái đối tượng này nó không có cái mảng. Ctrl Shift S. Và chọn lại cho đuôi cho mình là PNG. Thì khi mà chọn đuôi bạn muốn tìm đến nhanh nhất, bởi vì bạn thấy trong trường này có rất nhiều đuôi. Nếu bạn dùng nhiều lần ấy thì bạn có thể quen nó cái vị trí nào. Đúng không? Chà, mình là đôi PNG thì nó nằm đây, còn JPEG của nó sẽ nằm thế này. Nếu mình sử dụng quen thì sẽ lâu. Nhưng mới, nếu bạn mới dùng thì bạn có thể đánh chốt trực tiếp bằng ấn là chữ P.
thì nó sẽ tìm đến cái đuôi. Đấy. Tích xuống nữa. Được chưa? Bởi vì đấy, đối tượng của mình ở đây. Thì bạn sẽ ấn số hoặc là đuôi JPEG bản lần chữ Z thì nó sẽ tìm đến cái đuôi gì nào. Nó sẽ ra đây. Tìm đến cái đuôi tình trạng nhanh nhất. Phần tiếp theo mình sẽ chọn ở phần đuôi PNG. Thì đuôi PNG thì nó sẽ giữ nguyên lại cái chất lượng hình ảnh gốc của nó. Còn JPEG thì nó sẽ giảm chất lượng của nó. Ok, xếp lại. Chờ. Và xếp này nó không đòi hỏi cái chất lượng hình ảnh bởi vì định dạng PNG đó là định dạng cao nhất. Ok, mình sẽ trở lại đối tượng hình ảnh này. Nhìn thế này có thể là nó không nhìn thấy được. Nhưng mà khi mở trực tiếp cái đối tượng hình ảnh trên cái phần mềm thì xử lý ra sao? Ok, bạn ghi vào cách mở trực tiếp hình ảnh trên Photoshop. Bởi vì khi bạn mở trực tiếp hai đối tượng này, những khoảng trống nó tự động thành màu trắng nhưng mà mình không nhìn thấy được. Chà, mình mở trực tiếp trên phần mềm thì nó rõ hơn. Nhưng mà khi bạn nhìn vào đây này, nhìn vào trên màn hình nó cũng rõ. Trở lại với phần mềm, mở trực tiếp cái đối tượng hình ảnh hay là file thiết kế bằng cách là chọn ở file, chọn ở phần Ctrl O mở hình ảnh hoặc file thiết kế, Ctrl O mở hình ảnh hoặc file thiết kế. Chờ, open nó lên, chọn vào phần desktop, chẳng hạn như chọn vào bài tập ở chữ B và tìm đến cái vị trí này, mở hai cái lên luôn. Chờ giữ shift chọn hai đối tượng và open lên. Chờ, bạn thấy này, đây là cái định dạng PNG. Bạn sẽ xem xét lại cái phần tên phía trên của mình. Đúng không? Đây phần tên của mình đây. Đây PNG. Tuy những cái khoảng trống này nó vẫn mất đối tượng. Mình sẽ để rõ hơn thì mình sẽ tạo ra một đối tượng mới. Can chờ create new layer. Đổ cho nó một cái màu đỏ. Đổ màu trên and expand. Cho nó xuống dưới bằng cách là can trôn ngọc vuông bên tay trái thì bạn thấy đối tượng này nó thì màu đỏ. Nhưng mà ngược lại trên JPEG thì cái này nó tự động biến thành màu trắng của bạn. Chưa? Có đổ màu gì để phía dưới thì nó cũng không nhìn thấy được. Cho nó xuống dưới. Nhưng mà trong trường bạn cho xuống dưới đối tượng này nó không được. Tại sao? Bởi vì bạn lưu này, khi mà tạo ra một cái đối tượng hay là mở một cái file hình ảnh thì cái đối tượng đầu tiên nó tự động khóa. Thì khóa như này thì mình không đưa đối tượng trên xuống dưới cùng. Bởi vì nó nhận là một đối tượng layer gốc. Khi bạn muốn là đưa toàn bộ tất cả hệ thống chẳng hạn như layer phía trên xuống dưới thì bạn sẽ bằng phương án là mở khóa đối tượng này ra. Chà, có thể là cho màu đỏ xuống dưới cùng bằng cách là can trôn ship ngọc vuông bên tay trái. Thì trong trường này nó không nhìn thấy được. Bởi vì đây là đối tượng màu trắng. Chà, còn ngược lại cái này là đối tượng tách nền. Thì nó sẽ nhìn thấy được đối tượng dưới. Thì bạn lưu ý phân biệt giữa hai đối tượng JPEG và PNG. Chờ, cách mở file và cách lưu file toàn bộ tất cả hệ thống của mình. Ctrl F. Để cho bạn lưu ý hai phần này cho mình nha. Chờ, và cái thứ hai khi mà lưu cái dạng ảnh rồi thì nó sẽ không giữ lại cái định dạng là các layer của bạn mà nó gộp lại thành một. Chờ, còn với đối tượng layer và đối tượng là thiết kế đây thì nó sẽ giữ lại toàn bộ tất cả hệ thống về thiết kế của bạn trong quá trình sử dụng đối tượng. Chưa? Đấy, và xóa đi chọn vào đối tượng này đúng không? Delete trực tiếp hoặc là backspace trực tiếp trên bàn phím. Xóa đối tượng layer đi. Và đương nhiên cái layer cuối cùng thì mình sẽ không xóa được nữa. Chưa? Dịch chuyển đến vị trí này. Ok, mình sẽ trở lại bằng cách là đổi cho nó màu trắng. Và trong quá trình sử dụng cái phần mềm Photoshop thì bạn lưu ý nó sẽ có hai màu sắc cơ bản ban đầu. Đó là âm bản, dương bản, màu đen và màu trắng. Nhưng mà trong trường bạn lưu ý bạn đang chọn thay đổi màu rồi thì mình có thể quay lại cái màu gốc của phần mềm không? Quay lại màu gốc của phần nền, phần mềm màu đen màu trắng. Sử dụng công cụ phím tắt D trên bàn phím. D. Chưa? D bạn thấy này, đối tượng của mình sẽ tự động trở về màu đen và màu trắng đây. Và tương tự chẳng hạn bạn thay đổi màu khác, chọn màu đỏ này. Ở phía dưới của mình chọn màu xanh, bạn muốn quay lại màu đen màu trắng rất đơn giản bằng cách là ấn phím D. Tự động nó sẽ chuyển thể màu đơn sắc màu đen màu trắng âm bản và dương bản. Được chưa? Ctrl Backspace đổi màu dưới.
ấn phím D trên bàn phím trở về màu sắc của phần mềm. Được chưa? Đây, cách quay trở lại màu sắc đơn giản, màu trắng, màu đen. Được chưa? Và phần thứ hai, trong quá trình mình sử dụng thiết kế, chẳng hạn như Ctrl O một cái tấm ảnh nào đấy, chẳng hạn Ctrl O, trong quá trình mình sẽ chọn vào phần làm việc, chọn vào phần tư liệu, chọn vào phần thư viện ảnh. Cái thư viện ảnh này trong quá trình học thì mình sẽ gửi lại cho bạn nha. Thì bởi vì trong quá trình học thì mình sử dụng cái thư viện ảnh khá là nhiều, thì mình sẽ giới thiệu qua phần thư viện ảnh này một tí. Được chưa? Ở đây mình đã tổng hợp lại cho bạn một số cái mục hay sử dụng. Thì sau này bạn sẽ làm việc, khi mà làm việc thực tế ngoài thực tế thì bạn nên tạo ra những thư viện ảnh. Thứ nhất là sẽ theo chủ đề. Chẳng hạn mình làm cái công ty truyền thông, đúng không? Công ty truyền thông thì có thể là có chẳng hạn như nó chuyên về mảng này. Hay thứ hai là sẽ làm những phần quan trọng nhất thì mình có rất nhiều mảng, chẳng hạn spa, mỹ phẩm, xây dựng, thời trang, vân vân, có gì không? Thì mình sẽ xây dựng cho bạn một số cái về nội dung, chẳng hạn như nước hoa, giày, nhảy múa, bắt sơ, sân khấu hay gì đấy thì mình sẽ tổng cho bạn. Thế nên là sẽ gửi lại trên nhóm lớp Facebook nhé. Vì nó hơi nặng, cũng là một tầm khoảng 7 GB đấy. Thì như vậy cũng nên dịch. Bởi vì xưng lại chẳng hạn như mình thấy trên mạng nó có cái bố cục mỏng quá đấy. Thì mình có thể về và phát trước lại không? Phát trước. Bởi vì nội dung của mình chẳng hạn như nó đang quảng cáo về cái sản phẩm nước hoa. Do dịch bố cục mỏng quá đấy. Thứ hai, nếu mình làm được không? Đưa lên có thể, như đưa về hình ảnh đấy. Bởi khi mà hình ảnh được thì nó không có các đối tượng lên hơn. Nhìn về phân tích. Và cái chi tiết này là như nào? Cái hình ảnh này bố trí hình ảnh bố trí bạn thì nó đẹp thì nó đẹp cả đấy. Thư viện thì mình sẽ gửi lại cho bạn cái phần này, bạn có thể tải về xem nhá. Trong này có rất nhiều cái đối tượng về phần bố cục. Được chưa? Ok, chẳng hạn như trong trường mình sẽ chọn một phần mỹ phẩm chẳng hạn. Ở trong phần mỹ phẩm chẳng hạn mình có một cái đối tượng. Phần đấy này trong quá trình mình sử dụng về thiết kế. Thứ nhất mà tải toàn bộ tất cả những tư liệu về hình ảnh, về text, về nội dung, những họa tiết, hoa văn. Đây về tạo thành một cái folder. Và folder đấy mình sẽ lựa chọn ra những cái chi tiết nào nó phù hợp đối với phần bố cục của mình. Chẳng hạn cũng tương tự chọn vào phần tư liệu học tập. Mình sẽ chọn đến phần mềm Photoshop. Photoshop này mình sẽ có những cái phần chủ đề. Thì những cái chủ đề nào thì mình sẽ gửi cho bạn sau. Chẳng hạn như cái poster nước cam này. Mình sẽ tải toàn bộ tất cả những hệ thống hình ảnh này. Và cái cuối cùng là cái sản phẩm của mình. Ở đây, Ctrl O, sản phẩm này. Có thể là trong quá trình mình tạo ra cái folder, một số cái nó không sử dụng đến. Dạ, thì bạn có thể lọc ra một cái folder nữa. Folder con của cái folder liên quan phần là nước này. Để lọc ra toàn bộ tất cả chi tiết bạn sử dụng mà thôi. Tương tự Ctrl O thêm một cái hình ảnh sản phẩm nữa. Chọn vào đây, chẳng hạn mình sẽ chọn vào cái hình ảnh này. Chưa? Bởi vì hình ảnh thì nó sẽ không có layer cho bạn nữa. Nó chỉ có layer gốc này thôi. Chưa? Và tiếp theo trong quá trình chẳng hạn như phần bàn tải về muốn bắt trước cái bố cục này thì sao? Mình sẽ tạo ra Ctrl N chẳng hạn mình liên quan phần là quảng cáo Facebook đúng không? 900x603. Khi bạn sử dụng một cái phiên bản thiết kế xong rồi thì nó sẽ tự động lưu với các bạn cái phần đầu tiên này. Mình đã sử dụng cái phiên bản là 900x603 thì nó tự động lưu vết cho đây các bạn. A4 cũng tương tự, nó tự động lưu vết những cái kích thước bạn đã sử dụng trước đấy rồi thì nó tự động lưu vết. Ok, tích vào đây. Chưa? Và thứ hai, bạn sẽ khi mà tích vào đây thì bạn cũng phải xem xét lại toàn bộ tất cả hệ thống bên phải của mình. Có thể nó bị sai. Bởi vì trường hợp lúc nãy mình đang chọn vào cái chế độ là gray đây. Chế độ màu đen trắng. Bạn sẽ chọn nào thì màu là RGB. Xem xét lại. Bởi vì nó rất quan trọng, nó thay đổi toàn bộ tất cả cái cục diện phía bố cục của bạn. Grid. Bạn muốn bắt trước cái bên này. Thì xử lý bạn này ở đây thì nó khó. Thì mình có thể thay đổi cái chế độ màn hình làm việc của bạn được không? Bạn ghi vào. Cách thay đổi chế độ màn hình làm việc. Bởi vì mình muốn là chia màn hình của mình thành hai phần. Bên trái của mình là bài mẫu, bên phải của mình là cái file thiết kế mình muốn bắt trước. Chọn vào Windows, chọn vào phần Arrange. Chọn vào Windows, menu Windows và chọn vào phần Arrange trên cùng. Orange. Ở đây nó có rất nhiều chế độ làm việc của bạn. Thứ nhất có thể chia màn hình thành nhiều phần bằng nhau, nhiều phần. Theo chiều dọc, theo chiều ngang.
hay là trong trường mình chỉ có hai đối tượng mà thôi, đối tượng này và đối tượng này. À, những cái hình phiên bản khác mà người xóa đi, Ctrl V kép hay là cái này xóa đi chẳng hạn. Thì trong quá trình xóa đi mà người tích thẳng trực tiếp vào mũi tên, và cách thứ hai bạn chọn vào đối tượng này và Ctrl V kép bạn đi vào. Ctrl V kép các phiên bản đang làm việc. Ctrl V kép tắt cái phiên bản bạn đang làm việc. Ctrl V kép. Thì trong quá trình tắt cái phiên bản làm việc thì bạn cũng cần chú ý cái file của mình đã lưu chưa. Nếu mà trong trường file của bạn chưa lưu thì nó sẽ có cái biểu tượng là dấu sao trên cái thuộc tính là tên của mình. Chưa? Có dấu sao tức là mình chưa lưu. Ctrl V kép lại thì nó sẽ hỏi bạn là có nên có, bạn có muốn lưu hay không. Thì nếu phiên bản này bạn thấy nó chưa được ổn hay là khách hàng không duyệt thì mình có thể xóa đi, chọn vào đâu không lưu. À, tương tự cái đối tượng này, Ctrl V kép chọn vào đâu không lưu. Đối tượng này cũng thế, Ctrl V kép tắt nó đi. Chưa? Bạn chỉ dùng lại hai cái phiên bản này thôi. Chưa? Thì phiên bản làm việc mình muốn bắt chước cái đối tượng bên này sang cái phiên bản đối tượng làm việc của mình bằng cách là chọn ở phần Windows, chọn ở phần Orange và chọn vào cái chế độ nào phù hợp nhất. Chẳng hạn mình sẽ chọn chia màn hình thành hai phần bằng nhau, hai hợp vertical. Chưa? Chọn vào phần hai hợp vertical đây và tích vào thì nó sẽ chia màn hình thành bằng. À, chẳng hạn file thiết kế của bạn đây, Ctrl trừ. Bên này cũng tương tự, tích vào đây và Ctrl trừ. Chờ, thứ nhất là bạn sẽ, chẳng hạn như mình sẽ bắt trước bố cục, hay là cái thứ hai mình có thể kéo từ cái phiên bản này sang đây được không? À, cái thứ ba là mình có thể có nhiều hình ảnh, Ctrl O trực tiếp, chọn một cái hình ảnh khác, Ctrl trừ bạn đấy. Mình muốn là xem toàn bộ tất cả các cái hình ảnh trên màn hình thì xử lý ra sao? Chọn vào Windows, chọn vào phần Orange. Trong Orange là có rất nhiều, chẳng hạn như chọn vào 3, bởi vì mình đang có 3 cái phiên bản làm việc chiều đây, thì nó sẽ có 3 chứ. Chưa? Ctrl trừ. Tương tự tích vào đây và Ctrl trừ. Chưa? Và cách thứ hai là mình muốn trực tiếp cái đối tượng hình ảnh này sang cái file thiết kế của mình thì mình sẽ xử lý ra sao? Bạn ghi vào cách kéo một đối tượng sang một cái phiên bản làm việc khác. Cách kéo một đối tượng sang phiên bản làm việc khác. Chờ. Cách thứ nhất, bạn sẽ kéo trực tiếp đối tượng hình ảnh, giữ chuột trái và kéo đến cái vị trí khổ giấy bạn muốn đặt. Chưa? Thì kéo đến đây bạn thấy cái vị trí của mình nó sẽ có dấu cộng của bạn nhả chuột ra. Thì tự động hình ảnh của mình sẽ di chuyển sang bên khổ giấy làm việc của bạn. Được chưa? Nó tự động sang đây. Và thứ hai cũng tương tự, kéo vị trí cái đối tượng hình ảnh này sang bên trái. Chọn vào đây, kéo sang bên trái. Nó có dấu cộng, nhả chuột ra. Được chưa? Khi mà lấy hết toàn bộ tất cả những cái dữ liệu vào trong cái đối tượng này rồi thì nó sẽ sắp xếp đối tượng layer. Cái nào kéo trước thì nó sẽ nằm dưới, còn cái nào kéo sau thì nó sẽ nằm trên. À, và tiếp theo bạn thấy là màn hình của mình nó không cần hai, cần thiết hai đối tượng này nữa. Thì mình sẽ chia lại màn hình bằng cách là chọn ở phần Windows, là chọn ở phần Arrange và chọn ở phần Full màn hình một đối tượng. Chưa? On to tab. Thì nó chỉ còn lại cái đối tượng này thôi. Và cái này khi mà xong rồi mình có thể tắt đi được không? Ctrl V kép. Cái này cũng tương tự, Ctrl V kép tắt đi, còn lại cái phiên bản làm việc của mình. Được chưa? Ok, chẳng hạn tắt con mắt này đi, nhìn đối tượng là cái chai phía dưới. À, chọn vào đối tượng layer. Nhưng mà trong layer bản thân này, cái hình ảnh mình có lớn. Đúng không? Bởi vì cái kích thước gốc ban đầu của cái file thiết kế này nó lớn hơn rất nhiều cái file bạn tạo ra. Yeah. Thì trong quá trình xử lý này mà có thể phóng to thu nhỏ đối tượng thiết kế được không? Bạn đi vào cách phóng to thu nhỏ đối tượng thiết kế. Đây là hình ảnh thiết kế. Cách thứ nhất, trên cái bảng thuộc tính menu của mình nó sẽ có phần là show, show transform, control.
sau transform control, bạn tích vào biểu tượng này thì control trừ, bạn thấy cái thuộc tính hình ảnh của mình nó sẽ có một cái khung hình phía ngoài. Đây là khung hình của đối tượng. Thì bạn muốn phóng to thu nhỏ đối tượng này, bạn có thể là kéo ở phần góc. Thì hiện tại bạn đang sử dụng phiên bản CC2017. Thì trong quá trình bạn kéo hình thì bạn lưu ý bạn phải giữ thêm phím Shift để nó không bị méo hình. Giữ thêm Shift không bị méo hình. Còn những cái đối với phiên bản cao hơn, chẳng hạn như CC019 trở lên, thì bạn muốn co kéo thì bạn không cần giữ Shift. Đây sự phân biệt giữa các cái phiên bản với nhau. Giờ còn hiện tại bạn đang sử dụng 2017 thì bạn lưu ý co kéo phải giữ thêm Shift. Giữ Shift thu nhỏ lại, đặt từ vị trí này. Được chưa? Control 0, vị trí ra giữa này. Chưa? Tiếp theo tích vào công cụ phím V để thoát lệnh. Và cũng tương tự đối tượng bật con mắt layer phía trên, mình có một cái phiên bản hình ảnh bạn vừa kéo vào. Chọn vào đối tượng layer đấy, Control trừ thu nhỏ thì nó vẫn hiển thị phần khung các bạn. Giữ Shift thu nhỏ lại. Chưa? Giữ Shift thu nhỏ lại. Chà, mình sẽ đặt ở vị trí này. Cũng tương tự trở về phím V và chọn vào đối tượng layer phía dưới, bạn dịch chuyển đối tượng đây, mình có hai hình ảnh. Chà, cách phóng to thu nhỏ đối tượng. Và cái thứ hai, khi mà tích vào phần sâu transform control, bạn thấy này, khi mà thoát lệnh trở về phím V thì phần khung của mình nó vẫn còn. Cái này có một cái rất bất tiện, chẳng hạn bạn lỡ chọn vào đây nó lại thu nhỏ. Được chưa? Thì trong trường hợp phần sâu transform control này, mình có thể là bỏ đi bằng cái trường hợp khác, bạn tích vào bỏ phần sâu transform control đi. Thay thế bằng sâu transform control, mình sẽ có phím tắt là Ctrl T. Ctrl T. Tạo ra form dáng của đối tượng, có thể phóng to, thu nhỏ. Ctrl T tạo ra form dáng đối tượng. Ctrl T bạn thấy này, nó sẽ có cái thuộc tính khung hình phía ngoài. Giữ Shift thu nhỏ lại, giữ Shift phóng to lên. Thì trong quá trình sử dụng về hình thì bạn lưu ý không nên để méo như này, thì nó sẽ bị sai hình dạng. Chưa? Hình ảnh người, nhân vật, sản phẩm, toàn bộ tất cả hệ thống hình ảnh bạn không nên để kéo méo hình. Ok. Enter để thoát lệnh. Enter để thoát lệnh Ctrl T. Chẳng hạn cái này nó bị sai, Ctrl Z lại. Được chưa? Đấy. Tiếp theo mình muốn xóa đi, cũng tương tự chọn đối tượng layer và delete hoặc là backspace trực tiếp trên đối tượng. Chưa? Ok, mình sẽ tiếp tục với một cái công cụ tiếp theo, đó là đối tượng làm việc với vùng chọn, phím tắt M bạn ghi vào. Công cụ vùng chọn cơ bản. Công cụ vùng chọn cơ bản. Công cụ vùng chọn cơ bản, phím tắt M. Thì toàn bộ tất cả những hệ thống về công cụ thì nó sẽ cái mục đích thứ nhất là phần tên. Và thứ hai là nó sẽ có công cụ phím tắt phía sau của bạn đây luôn. Thì những cái phiên bản chẳng hạn như CC2018 trở lên, bạn di chuột đến một cái công cụ nào đấy thì nó tự động hướng dẫn bạn cách làm. Không biết là CC2017 nó có không, nhưng mà đối tượng là CC2018 trở lên, bạn di chuột đến một cái vị trí, cái công cụ nào đấy thì nó tự động hiển thị cho bạn cách làm đây. Chờ, đây là một cái tính năng nâng cao của đối tượng về phần mềm. Tích vào đây cũng tương tự, chỉ dùng công cụ phím V. Bạn thấy lúc nãy là mình sẽ dịch chuyển đối tượng. Bạn thấy này, dịch chuyển đối tượng. Chà, đấy. Ok, trở lại với công cụ phím tắt vùng chọn M. Đầu tiên mình sẽ học cái cơ bản đầu tiên là vùng chọn hình chữ nhật. Vào vùng chọn hình chữ nhật. Vùng chọn hình chữ nhật. Thì khi mà sử dụng đối tượng vùng chọn thì mình sẽ có nguyên tắc nào, bạn ghi vào nguyên tắc sử dụng đối tượng vùng chọn. Cái này nó rất là quan trọng trong quá trình sử dụng đối tượng này. Nguyên tắc sử dụng đối tượng vùng chọn.
có một vùng chọn thì mình phải có một layer mới. Và có layer mới rồi thì mình phải có đối tượng nằm trên đấy. Chà, đây là nguyên tắc. Cái này mình sẽ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong quá trình sử dụng cái đối tượng vùng chọn này. Có một vùng chọn thì có một layer mới. Và có layer mới thì mình sẽ có một đối tượng nằm trên đấy. Chà, ok, để rõ hơn thì mình sẽ thực hành trực tiếp trên cái đối tượng về công cụ này. Sử dụng công cụ phím tắt M và tích vào hình vuông. Vùng chọn nó rất đơn giản bằng cách là giữ chuột trái và kéo nó ra. Chẳng hạn bạn sẽ chọn vào cái vị trí này, nhả chuột, thì nó sẽ có một cái đường nét đứt. Trong đường nét đứt này mình có thể tạo ra đối tượng layer mới được không? Ok, tích vào đối tượng trong bảng layer, create new layer. Và bạn sẽ đổ cho mình một cái màu, chọn màu đỏ. Thì lúc nãy mình làm việc với đối tượng là cả khổ giấy, thì nó sẽ đổ tràn viền. Còn trường hợp khi mà bạn làm việc với đối tượng vùng chọn này, bạn lưu ý nó chỉ làm việc trong cái vùng chọn mà thôi. And backspace thì bạn thấy nó chỉ đổ màu trong cái vùng chọn. Sử dụng vùng chọn thì nó chỉ thay đổi thuộc tính trong cái vùng chọn đấy mà thôi. Và khi mà sử dụng vùng chọn xong rồi, mình có thể bỏ lệnh vùng chọn được không? Bạn đi vào cách bỏ lệnh vùng chọn, phím tắt Ctrl D. Ctrl D. Bỏ vùng chọn. Chà, mình có một đối tượng. Và đối tượng tiếp theo chẳng hạn chứ mình cũng sử dụng công cụ phím tắt M quét qua một đối tượng. Cái đối tượng tiếp theo khi bạn vẽ thì bạn lưu ý có một đối tượng, có một vùng chọn thì mình phải có một layer mới. Chưa? Và có một layer mới thì mình phải có một đối tượng nằm trên đấy. Mình chọn màu xanh chẳng hạn. Và Alt Backspace, Ctrl D bỏ vùng chọn. Và trở về công cụ phím tắt V để có thể thay đổi, dịch chuyển, phóng to, thu nhỏ đối tượng của mình. Giờ phím V. Cũng tương tự mình sẽ vẽ thêm một cái hình nữa, chẳng hạn như hình đây. Nhưng mà cái hình này mình muốn là vẽ hình vuông thì sao? Bạn đi vào cách vẽ vùng chọn hay là đối tượng hình vuông. Bằng cách là chọn vào công cụ vùng chọn phím tắt M, giữ thêm phím Shift. Giữ thêm phím Shift và kéo ra. Thì bạn thấy đối tượng của mình nó sẽ tự động tạo ra cái đối tượng hình vuông. Đặt cái vị trí này. Nhả chuột trước và nhả ship sau. Mình có một vùng chọn. Có một vùng chọn rồi mình có một layer mới. Nhưng mà thế này, khi mà tích vào đối tượng tạo ra layer thì nó rất là lâu. Thì mình có thể sử dụng công cụ phím tắt để tạo ra cái đối tượng layer nó nhanh nhất được không? Bạn ghi vào cách tạo ra đối tượng layer nhanh nhất. Phím tắt là Ctrl Shift N thấp, Ctrl Shift N. Thì bạn thấy khi mà mình nhấn công cụ phím tắt Ctrl Shift N thì nó tự động tạo ra một cái layer mới trên cùng. Chưa? Và khi có một layer mới rồi thì mình phải có một đối tượng nằm trên đấy. Chọn vào màu vàng. Và Alt Backspace đổ màu trên. Ctrl D bỏ vùng chọn và trở về công cụ phím tắt V để dịch chuyển. Được chưa? Tạo ra được đối tượng này. Và phần tiếp theo chẳng hạn mình muốn là tạo thêm một đối tượng mới. Nhưng mà đối tượng mới này cô vẫn tạo một từ những phiên bản mới. Và mình muốn là nhân đôi của đối tượng này sao? Tạo thêm những phiên bản khác, tạo phiên bản mới, nó giống như phiên bản thì mình sẽ xử lý nào. Bạn đi vào cách nhân đôi đối tượng hay là nhân đôi layer. Cách nhân đôi đối tượng hoặc layer.
cách nhân đôi đối tượng hoặc layer. Bước thứ nhất, chọn vào đối tượng bạn muốn nhân đôi. Khi chọn vào đối tượng thì mình có rất nhiều phương án. Thứ nhất là chuột phải chọn vào đối tượng trên cùng màu vàng. Còn cách thứ hai, bạn có thể chọn trực tiếp trên cái bảng layer này. Bước thứ nhất, chọn một đối tượng. Bước thứ hai, giữ phím Alt, giữ phím Alt và kéo trực tiếp chuột trái đối tượng đấy ra thì nó sẽ tạo ra một cái phiên bản mới. Giữ phím Alt và kéo đối tượng ra thì nó sẽ tạo ra hai phiên bản hoàn toàn giống nhau. Cũng tương tự màu đỏ, bạn muốn nhân thêm đối tượng nữa, bước đầu tiên chọn vào đối tượng màu đỏ đã. Chưa? Bước thứ hai, giữ phím Alt thì bạn thấy khi mà giữ Alt thì con chuột của mình nó sẽ có hai biểu tượng là màu đen và màu trắng nằm chồng lên nhau. Đang biểu tượng copy, yeah. Giữ an kéo nó ra. Giữ an kéo nó ra. Thì mình sẽ tạo ra hai biểu tượng. Cũng tương tự màu xanh này, mình muốn là chọn màu xanh và xóa nó đi không? Delete trực tiếp. Yeah. Cũng tương tự màu vàng chọn vào đây và delete. Chuột màu vàng chọn vào đây và delete. Giờ màu đỏ di chuyển. Tạo ra bốn đối tượng đúng không? Giữ an chuột phải chọn vào đây. Giữ an kéo nó ra. Tạo ra phiên bản mới. Giữ an kéo sang bên phải. Giữ an kéo lên trên, kéo xuống dưới. Copy toàn bộ tất cả những hệ thống về đối tượng. Được chưa? Giữ an kéo đối tượng ra. Và cái thứ hai nữa thì bạn thấy này, chẳng hạn như bạn giữ an kéo thêm một cái đối tượng nữa. Thì bạn thấy trên cái thanh đối tính của mình nó có 5 đối tượng màu đỏ. Tiếp theo, chẳng hạn như bạn muốn là xóa toàn bộ tất cả hệ thống và giữ lại một cái đối tượng màu đỏ thôi thì xử lý ra sao? Thì như lúc này mình chọn vào đối tượng layer và delete trực tiếp. Chọn delete vào đây. Delete trực tiếp, xóa chỉ còn lại đối tượng cuối cùng thôi. Và mình có thể sử dụng cách tiếp theo được không? Ok, Ctrl Alt Z để quay lại tất cả các bước này. Chẳng hạn như trong trường mình muốn xóa 100 layer thì sử dụng cái này nó rất lâu. Thì mình sẽ dùng án là trên cái bảng layer mình giữ thêm phím Shift, chọn đối tượng trên và đối tượng dưới cùng và delete trực tiếp thì nó xóa rất là nhanh. Nhưng mà trong trường tiếp theo, chẳng hạn thì đối tượng là thêm một đối tượng nữa đi, phím tắt M, tạo ra một layer mới, Ctrl Shift N và đổ cho nó một cái màu là xanh. Ctrl D. Chẳng hạn bạn muốn là xóa hết toàn bộ tất cả những hệ thống về layer màu đỏ, chỉ giữ lại layer màu xanh thôi thì sao? Nhưng mà layer màu xanh bạn thấy nó đang nằm giữa. Bạn chọn layer trên cùng, giữ Shift chọn layer cuối cùng thì bạn thấy nó sẽ chọn cả layer màu xanh. Nếu mà xóa đi thì nó sẽ xóa hết toàn bộ. Thì trong trường hợp bạn muốn là giữ lại một đối tượng layer hay là nhiều layer thì bạn dùng phương án là giữ Ctrl tích thẳng vào layer bạn muốn giữ lại. Thì bạn thấy này, trên bảng layer thì nó sẽ bôi đen toàn bộ tất cả layer màu đỏ. Giữ lại layer màu xanh, xóa trực tiếp đi thì nó chỉ còn layer này. Và khi mà xong rồi thì bạn lưu phải trở về công cụ phím tắt V để dịch chuyển và thay đổi thực tính. Và thứ hai nữa, trong quá trình sử dụng cái đối tượng là Ctrl T, ngoài cái việc là bạn có thể phóng to thu nhỏ đối tượng bằng cách là giữ thêm phím Shift. Còn không giữ Shift thì bạn thấy này, co kéo tự do. Phóng to thu nhỏ theo tỷ lệ định dạng của bạn. Enter để tắt lại. Thì ngoài việc là thay đổi thuộc tính chiều ngang, chiều dọc của đối tượng thì mình sẽ thay đổi thuộc tính tiếp theo là cách xoay đối tượng. Bạn định vào cách xoay đối tượng. Cách xoay đối tượng. Căn chân T. Bạn sẽ di chuyển đến phần 4 góc ngoài cùng của mình. Chờ 1, 2, 3 và 4. Thì khi mà di chuyển đến thì tự động cái thuộc tính con chuột của mình nó sẽ có biểu tượng là đường cong. Bạn cái xoay. Chờ xoay. Xoay đến vị trí phù. Thì trong quá trình xoay thì bạn lưu ý bạn có thể giữ thêm phím Shift để nó thì đi theo cái góc độ xoay của máy. Chẳng hạn như 120, 90, chờ 45 độ. Thì trong để rõ hơn thì mình sẽ tạo ra đối tượng hình vuông. Tím tắt M và giữ Shift tạo ra đối tượng này. Có đối tượng rồi thì mình tạo ra layer mới, Ctrl Shift N và đổi cho nó cái màu. Ctrl D bảo vùng chọn, trở về phím V.
căn chân T xoay. Chạm đoạn 4 là xoay 45 độ, giữ thêm shift. Chạm xoay 45 độ. Và giữ shift xoay 45 độ trở lại cái góc độ hình vuông. Còn nếu bạn là quay tự do là nó là khó, chẳng hạn bạn để lại để đây. Chạm, không biết là nó đúng cạnh theo định dạng theo trục ngang không. Bạn muốn xoay lại hình vuông thì nó là có, không biết là căn chỉnh theo định dạng 190 độ hay không. Chạm, cho nên là trong quá trình mình xoay thì bạn có thể Ctrl T và giữ thêm phím shift. Ctrl T giữ thêm phím shift. Yeah. Và Ctrl T có thể là để cho nó to thêm được không? Yeah. Ok, phím tắt M bạn vẽ thêm những cái đối tượng chẳng hạn đối tượng này. Lưu ý sử dụng vùng chọn. Khi mà có vùng chọn rồi thì mình có một layer mới. Ctrl Shift N đổ màu trực tiếp. Ctrl D bỏ vùng chọn. Vẽ thêm những cái thuộc tính tiếp theo. Chẳng hạn có thể to hơn. Ctrl Shift N layer mới và đổ cho mình một cái đối tượng là màu đỏ. Ctrl D và trở về phím V. Chưa? Thì trong quá trình mình có thể di chuyển đối tượng lên trên xuống dưới bằng cách là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái hoặc là Ctrl ngoặc vuông bên tay phải. Chẳng hạn như trong trường hợp bạn thấy là hai hình của mình đang chồng lên nhau. Chưa? Nhưng mà trong quá trình sử dụng về phần bố cục thì bạn cũng cần lưu ý trong đối tượng này. Có thể là nhìn thấy đối tượng thế giới không? Thì có thể giảm cái độ màu của đối tượng màu đỏ này để có thể nhìn thấy đối tượng màu xanh trên xử lý tiếp theo. Có thể thì trên bảng layer thì sẽ có một đối tượng nữa, đó là một opacity mà đi vào thì độ trong đục của đối tượng. Opacity. Độ trong đục của đối tượng. Trong trên bảng layer opacity. Chẳng hạn bạn chọn vào phần layer màu đỏ, bạn giảm opacity xuống chẳng hạn như 50%, bạn thấy này, nó sẽ nhìn thấy đối tượng phía dưới. Chẳng hạn như giảm cho nó là về 30% thì nó sẽ mất hình dần, và để về 0 thì nó sẽ không nhìn thấy được đối tượng. Và trong quá trình mình làm việc với đối tượng thì nó rất hay bằng cái phương án này là cách nào để tìm đối tượng đến vị trí cho phù hợp nhất. Cho nên mình lấy này, thứ nhất là giảm opacity, không biết nó nằm ở vị trí nào để di chuyển sau. Cho nên đặt đây thì nó có thể trên cái layer của mình, nó nằm ở vị trí này. Nhưng mà trong trường tiếp theo nó nằm ngoài thì sao? Thứ nhất là nó nằm ngoài, nó không hiện ở vị trí này. Thì mình làm cách nào để tìm đến đối tượng nhanh nhất? Có thể nằm trên, nằm dưới, và góc này là sao? Thì mình sử dụng phương án là Ctrl T. Chà, Ctrl T. Thì bạn thấy này, đây là vị trí của mình đang ở đây. Nhưng Ctrl T thì nó hiện hình luôn cả cái phần phụ thì nó sẽ tìm được vị trí nhất. Thì khi mà tìm được vị trí rồi thì bạn sẽ kéo vào khi phiên bản làm việc. Thứ nhất, thì mình sử dụng cả sao nó không nhìn thấy được. Thì mình sẽ đưa ra 3 phương án. Một là nó sẽ trùng với màu đúng không? Và cái thứ hai là nó bị tắt con mắt. Và thứ ba, nếu bạn chưa tắt con mắt thì mình sẽ dùng cái phương án là opacity đơn giản được không? Được. Thì nó chỉ có 3 trường hợp đấy cho bạn thôi. Một là trùng với màu đen, thứ hai là nó bị tắt con mắt không nhìn thấy đối tượng, và dạng thứ ba là giảm opacity thì bạn sẽ tăng cái đối tượng này lên cho mình, thì nó sẽ nhìn thấy đối tượng trên giữa mình. Được chưa? Đấy, để bạn lưu ý. Ok, bạn sẽ ôn lại cái đối tượng về phần vùng chọn và công cụ phím tắt V một tí, sau đó mình sẽ đến với phần bài tập liên quan phần bố cục một tí nhá. Chào bạn đi vào. Khi mà sử dụng phần bố cục thì bạn biết là cái gì là bố cục. Thì bố cục thì nó chính là cái phần bố cục để mình làm việc. Thì trong quá trình sử dụng bố cục thiết kế thì mình sẽ có phần tỷ lệ vàng. Tỷ lệ của nó là tỷ lệ vàng trong thiết kế bố cục. Hay là trong trường bạn nào chơi ảnh đúng không? Thì trong quá trình về một cái điện thoại đúng như thế đúng không? Thì chẳng hạn như trong quá trình sử dụng điện thoại của bạn thì nó sẽ có những cái phản biệt. Chẳng hạn đây là cái màn hình mobile của bạn. Chẳng, thì trong quá trình là chụp ảnh thì nó sẽ có thể chia thành ba phần. Các bạn có nhỉ? Đúng không?
thì nó sẽ có những điểm dẫn, thì trong cái phần khi mà xử lý về ảnh thì nó rõ phần này hơn các bạn nhá, thì nó sẽ có những điểm chính bốn điểm đấy, thì nó sẽ chia thành cho các bạn tỷ lệ 1/3 đây tỷ lệ cuối cùng, thì nó sẽ xử lý tổng tất cả những hệ thống về thiết kế mà trình chụp. Thì cũng tương tự trong phần thiết kế phần bố cục, các bạn lưu ý tỷ lệ vào của mình là 1/3. Ok, đầu tiên thì mình sẽ tạo ra cái khổ giấy. Thì chẳng hạn như khổ giấy mục đích của mình như nào, chẳng hạn như của mình đang liên quan phần thiết kế về banner quảng cáo Facebook đúng không, controller. Giờ thì bạn phải xác định cái mục đích ban đầu của bạn như nào đã. Chẳng hạn như kích thước của nó là 900x6/3, bạn đã sử dụng rồi thì nó tự động lưu vết cho bạn ở đây. Và thứ hai là độ phân giải của nó là 150 đăng lên Facebook. Và thứ ba là màu RGB, thứ tư của mình là chế độ 8 bit. Đây là những cái về thông số cơ bản nhất bạn bắt buộc phải nhớ. Nếu bị sai một trường hợp nào đấy, khi mà xuất ra thì nó sẽ không sử dụng được. Chẳng hạn như để cho 72 đăng lên Facebook nó bị vỡ ảnh. Và cũng tương tự để cho nó 300, nó nặng quá, nó cũng giảm chất lượng xuống. Cho nên bạn sẽ chọn những cái thông số phù hợp nhất tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mình như nào. Dạ. 900x603 kích thước quảng cáo Facebook. Cái hiện nay cái Facebook nó thay đổi cái kích thước một tí. Bây giờ nó thay đổi cho nó là 900x598 cơ. Còn 603 là cái cũ của nó. Sẽ cập nhật thêm 900x598 pixel nha. Chờ và tạo ra khổ giấy. Tạo ra với phiên bản làm việc của mình rất đơn giản bằng cách là sử dụng những cái đối tượng hình. Chẳng hạn sử dụng công cụ phím tắt M hình vuông, giữ shift. Thì trong quá trình sử dụng vùng tròn bạn lưu ý giữ shift thì bạn nó chỉ làm việc trong cái khổ giấy bạn thôi, bạn kéo ra ngoài nó không ra được. Nhả chuột trước và nhả chip sau tạo ra hình vuông. Khi mà có một đối tượng vùng tròn rồi, bạn lưu ý phải có một layer mới control shift under. Và có thể đổ cho mình một cái màu nào đấy. Màu trắng đi, màu đỏ, an, backspace, Ctrl D bỏ chọn và trở về phím tắt V. Và cái thứ hai, cái nền phía dưới màu trắng này mình muốn thay đổi bằng cái định dạng hình ảnh được không? Bằng cách là Ctrl O, chọn vào phần tư liệu, chọn vào cái phần là thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh thì sổ đến là phần background. Chọn đến phần là texture, sổ xuống và chọn một cái chế độ hình ảnh nào đấy, chẳng hạn hình ảnh này. Được chưa? Thì cái hình ảnh này bạn sẽ chẳng hạn như trong cái phiên bản làm việc Photoshop của bạn có 3 cái trường hợp. Đây là cái khổ giấy làm việc trước của bạn. Và cái thứ hai là bạn sẽ chọn vào cái đối tượng này mình đang thiết kế. Được chưa? Và bạn muốn là trực tiếp cái hình ảnh này vào đây. Thì bạn chẳng hạn như đây là có 3 trường hợp thôi. Nhưng bạn tìm nó rất mất công, chẳng hạn bạn muốn kéo hình ảnh này vào đây. Thì dùng cái phương án hôm nãy lúc nãy là mình sẽ chọn bằng cách là chọn vào phần window, chọn vào phần range và chia đối tượng thành 3 phần. Nhưng mà trong trường tiếp theo chẳng hạn như mình muốn là bởi vì mình tìm được cái khổ giấy này rồi và cái hình ảnh này, thì mình có thể dùng cái phương án nào nhanh nhất để đưa trực tiếp hình ảnh này sang khổ thiết kế được không? Bạn đi vào cách copy một đối tượng sang một cái phiên bản làm việc khác. Chọn vào hình ảnh, phím tắt Ctrl A chọn tất cả, Ctrl C copy, Ctrl A Ctrl C copy và sang cái phiên bản khổ giấy bạn vừa tạo ra Ctrl V. Thì nó sẽ tự động vào đây và đúng với kích thước bạn vừa tạo, đúng với kích thước của đối tượng hình ảnh này. Nhỏ lại đúng không, Ctrl T giữ shift thu nhỏ lại, đặt được vị trí này. Phần thứ hai, cái đối tượng layer này mình có thể kéo lên trên hoặc là mình có thể vẽ một cái mới đi. Phím tắt M giữ shift tạo ra đối tượng vùng tròn hình vuông. Bước thứ hai, Ctrl Shift Alt tạo ra layer mới và đổ cho nó một màu trắng. Màu trắng của mình đang nằm dưới. Dùng phím tắt gì để đổ màu nhỉ? Ctrl Backspace đúng không? Ok, tích vào đây, nó chỉ đổ đông vùng tròn. Ctrl D bỏ vùng tròn và có thể là Ctrl T giữ shift xoay 45 độ.
và bạn sẽ kéo đến cái vị trí bạn mong muốn. Chẳng hạn mình sẽ để đây, tỷ lệ của nó là 1/3. Enter. Trở về phím V, bạn có thể di chuyển đến cái vị trí. Được chưa? Và cái thứ hai, hình ảnh của mình nó bạn thấy nó có thể là chưa ổn lắm thì bạn hãy Ctrl T giữ Shift có thể phóng to nữa đến cái vị trí nào cho nó phù hợp nhất. Chào bạn tỷ lệ này. Và cái thứ hai, trong quá trình sử dụng về phần bố cục thì bạn lưu ý nó phải đi theo sắc độ, động, trung gian và sáng. Bạn đi vào xử lý đối tượng bố cục đi theo sắc độ, động, trung gian và sáng. Động, trung gian và sáng. Ok, đi theo sắc độ rất đơn giản bằng cách là giảm opacity trực tiếp trên cái đối tượng đấy. Chẳng hạn cái đối tượng này mình sẽ đi theo sắc độ là 100%, 50% và 30%. Thì trên cái phần mềm Photoshop nó rất là hay. Chẳng hạn bạn muốn giảm opacity 50% thì bạn có thể đánh số trực tiếp trên bàn phím, đánh số 5 thì nó sẽ tự động giảm 50%. Chưa? Đánh số 3 thì nó sẽ giảm 30%. Bạn thấy trên cái thanh thuộc tính layer của mình opacity còn 30% thôi. Chẳng hạn để cho nó là 70%, đánh số 7 thì nó tự động. Còn 55% thì sao? Đánh hai số lần là 55 trực tiếp thì nó tự động giảm. Cũng tương tự 75, ấn 75 trực tiếp. Giảm opacity trực tiếp. Đi theo sắc độ đúng không? Để đầu tiên đối tượng của mình sẽ là 30%. Nhân đôi đối tượng layer mình dùng phương án nào nhỉ? Giữ an đúng không? Ok, giữ an kéo sang. Nhưng mà trong trường hợp mình sẽ tư duy bằng cái phương án, chẳng hạn như muốn copy thêm một đối tượng nữa nó nằm chồng trên thì sử dụng bằng phương án nào? Ok, giữ an mình phải di chuyển đúng không? Thì mình bằng phương án là Ctrl Z. Dạ, Ctrl Z nó nhân đôi trên đúng cái vị trí đấy luôn. Dạ, bạn kéo nó vào hoặc là ấn mũi tên sang bên trái thì bạn thấy nó mình sẽ trong bố cục của mình nó sẽ đi theo phần sắc độ. Và Ctrl Z thêm một lớp nữa hoặc là giữ an kéo sang thì mình sẽ có 3 lớp. Cái lớp ngoài trên cùng mình có thể để cho nó là opacity 100%. Đây là định dạng của phần bố cục đầu tiên. Và tiếp theo mình sẽ Ctrl Z thêm một lớp nữa và kéo vào trong. Nhưng mà bạn kéo, tại sao đối tượng mình kéo vào trong nó không nhìn thấy được? Chọn một hình ảnh, chẳng hạn mình đang liên quan phần thiết kế những cái đối tượng chọn thư viện ảnh. Chọn vào phần thời trang. Trang sức ở đây. Chọn vào một cái nhân vật. Ctrl A, Ctrl C và tắt nó đi luôn bằng phương án nào nhỉ? Ctrl V kép, tắt nó đi luôn bởi vì bạn lưu ý này. Chẳng hạn như trong trường hợp bạn sử dụng cái phiên bản phần mềm Photoshop. Cái phiên bản làm việc của mình cái chi tiết này nó có thể là có rất nhiều layer, thì trong quá trình sử dụng nhiều layer sử dụng lâu dài thì phiên bản này cái máy tính của bạn nó áp dụng rất là nặng, do nó tìm những cái gì không cần thiết thì nó sẽ tắt hết đi. Chẳng hạn những cái đối tượng hình ảnh này copy xong rồi, giờ Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép là tắt nó đi luôn để cái phiên bản làm việc của mình nhé. Và cái thứ hai nữa mình có thể Ctrl V sang đây không? Giờ Ctrl V nó hơi to, Ctrl T giữ Shift thu nhỏ lại. Nhưng mà giữ Shift bằng tới này. Ok, Ctrl trừ. Hình ảnh của mình nó to. Thì mình có thể sử dụng thêm cái phương án nào để thu nhỏ đối tượng nhanh hơn không? Ok, giữ Shift. Phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng. Giữ thêm phím An. Thu nhỏ đối tượng đồng dạng và đồng tâm. Bạn ghi vào, giữ Shift, giữ An. Thu nhỏ đối tượng đồng dạng và đồng tâm. Giữ Shift, giữ An. Thu nhỏ đối tượng đồng dạng và đồng tâm.
Dạ, và bạn đặt đến cái vị trí phổ. Lưu ship phóng to lên. Nhưng mà trong quá trình phóng to thu nhỏ vào tới này, chẳng hạn hình ảnh của mình giữ ship thu nhỏ lại. Enter. Ctrl T bạn phóng to lên, thì khi bạn phóng to lên đối tượng hình ảnh của mình thì nó sẽ bị một cái trường hợp là vỡ hình. Được chưa? Cho nên là trong quá trình mình sử dụng cái đối tượng hình ảnh thì mình phải có co kéo đối tượng duy nhất một lần thôi. Chưa? Cái Ctrl Shift, Ctrl Alt Z lại. Ctrl T giữ Shift giữ Alt thu nhỏ đối tượng đồng dạng và đồng tâm. Đặt vị trí này. À, nhưng mà đặt được vị trí này bạn lưu ý, mình muốn cho cái đối tượng hình ảnh nó chui vào khung màu đen thì mình sẽ xử lý ra sao? Bởi vì mình muốn bên này là này, còn bên này là dùng tách của mình ra là sẽ bỏ logo tên và cái đối tượng nội dung chạy quảng cáo. Thì muốn cho đối tượng hình ảnh nó chạy vào đây thì mình xử lý ra sao? Và đi vào tách cho hình ảnh chui vào khung. Chưa? Bởi vì mình muốn là hình ảnh nó phải đi theo cái hình dạng của mình không? Thì khung hình của mình đang là đối tượng màu đen. Nguyên tắc hình ảnh của mình nó phải nằm trên một đối tượng layer. Và bạn muốn chui vào đối tượng màu đen thì lấy layer hình ảnh phải nằm trên đối tượng layer. Được chưa? Khi mà xong cái sử dụng nguyên tắc đấy rồi, mình sẽ bước thứ hai chọn vào hình ảnh. Hình ảnh của mình sẽ đè trực tiếp trên phần khung. Và chọn vào phím tắt là Ctrl Alt G. Ctrl Alt G cho hình ảnh chui vào khung. Ctrl Alt G. Và ngược lại, bạn muốn cho hình ảnh chui ra ngoài, chọn lại vào đối tượng hình ảnh đấy, Ctrl Alt G chui ra ngoài. Và chui vào trong Ctrl Alt G trở lại thì đối tượng cũng sẽ chui vào trong phần khung màu đen. Và đương nhiên trong quá trình mình hình ảnh chui vào khung, bạn lưu ý mình không nên để thiếu này. Thì nó sẽ lộ cái phần màu của đối tượng nền phía dưới. Chà, Ctrl Alt. Đấy, đặt vị trí này. À, có thể là nó hơi to, Ctrl T giữ Shift cho nó thu nhỏ lại. Đặt vị trí nào sao cho nó phù hợp. Chà, đây là phần bố cục của mình. Thì trong quá trình sử dụng về phần bố cục thì bạn lưu ý, tại sao mình lại thêm một cái điểm màu trắng? Nếu mà không thêm thì sao? Đương nhiên nó là một cái điểm màu nhỏ thôi, bạn sẽ xóa đi thử xem sao. Thứ nhất là nếu mà xóa cái đối tượng này đi thì nó bị một cái trường hợp là nó không biệt, không phân biệt giữa phần hình ảnh của nội dung nền. Nhưng mà vì phần nội dung nền ở đây nó rất là phức tạp, có rất nhiều chi tiết, thì bạn muốn là tạo thêm cái điểm nhấn phân biệt giữa phần hình ảnh của nội dung của mình là cách là tạo một cái điểm chi tiết nhỏ này mà thôi. Đương nhiên nhỏ nhưng mà nó rất quan trọng. Giờ nó đi theo là chất lượng bạn lưới đậm chúng ta đi theo cái hình ảnh nhỏ bạn lưới. Trong quá trình sử dụng đối tượng mình, bố cục mình có thay đổi được không? Ok, chẳng hạn đối tượng bố cục mình đang đi theo định dạng này, ok rồi. Có thể lưu lại, Ctrl S, file thiết kế. Và cái thứ hai, có thể thay đổi cái vị trí của đối tượng bằng cách là chuột phải chọn vào layer đấy. À, kéo xuống vị trí này được không? Chuột phải chọn vào layer này. À, kéo nó vào trong. Ctrl Z và có thể là lùi ra ngoài. Thì bạn có thể sắp xếp cái đối tượng của mình sao cho nó tỷ lệ bố cục nó phù hợp nhất, 1/3. Và phần tiếp theo trong quá trình sử dụng đối tượng này, mình có rất nhiều bố cục để bạn tham khảo, chẳng hạn đây. Thì tí nữa mình sẽ gửi lên trên nhóm lớp để bạn có thể làm lại cái phần bố cục này. À, chọn vào làm việc, chọn vào tư liệu, chọn vào phần mềm Photoshop, chọn vào phần bố cục. Thì cái này nó có một số trường hợp mình sẽ lọc ra cho bạn trong quá trình sử dụng về đối tượng về thiết kế. Chẳng hạn như nó hơi nặng nhỉ. Đây là những cái phần bố cục đơn giản nhất. Thứ nhất bạn sẽ so sánh cho mình cái tỷ lệ. Thứ hai là bạn sẽ xem xét lại toàn bộ tất cả những cái phần chi tiết này. Chẳng hạn hai thì mà chồng lên nhau thì nó thì cái đối tượng sầm chung thì nó sẽ có một trường là giảm qua thì thôi. Hai cái chồng liên kết bạn xem thử cái phiên bản khác. Đây là thì mình sẽ xoay theo góc độ sao nó phù hợp nhất. Chẳng hạn bạn thấy đâu sẽ đi nhau được giảm góc vuông.
tạo ra một hình vuông và xoay 90 độ. À 45 độ. Chào. Ok, cũng tương tự cái hình này. Mình sẽ tạo ra cái hình chữ nhật và xoay 45 độ theo góc. Các bạn lưu ý một đối tượng thì nó sẽ nằm trên một layer. Và lưu ý là cái layer của mình nó sẽ không có phần layer nào chống lại. Thì khi mà tạo ra một đối tượng hình tròn thì nó sẽ nằm trên một đối tượng layer. Và khi mà có một layer thì nó sẽ có một đối tượng nằm trên đấy. Bạn lưu ý về nguyên tắc sử dụng hình tròn. Chưa? VKF, Function VKF còn thấy những cái phiên bản khác. Cái này mình chưa học. Cái này cũng tương tự. Cách sắp xếp đối tượng hơn về tỷ lệ như nào, nội dung sao cho nó hợp lý, đây cũng tương tự. Chưa? Đấy, Function VKF, đối tượng này. Cái này thì chưa? Đấy, thì toàn bộ tất cả. Đấy thì cơ bản nhất thì mình hôm nay đã học qua về đối tượng. Thứ nhất là công cụ kiểm soát V. Thứ hai là những cái đối tượng liên quan phần mềm. Chưa? Cơ bản về kỹ thuật tính. Thứ ba là mình sẽ học qua đối tượng liên quan phần mềm chọn. Thì cái phần bài tập về vùng chọn này, thứ nhất là mình sẽ được bài bằng tất cả mình cũng đọc qua phần mềm này. Thì về nhà mọi người cố gắng, thứ nhất là làm sẽ làm lại tất cả theo. Thứ nhất là những cái bài tập này bắt trước trước. Còn những phần sau chẳng hạn như mình thấy phần một công cụ rồi thì sẽ tư duy thêm những phần một cụ khác nữa. Thì phần mềm cục này là bài tập này sẽ gửi đến chị nhóm trước. Mọi người có thể tham gia trên nhóm Facebook nhé. Sau mình sẽ gửi link nhóm Zalo lên, mọi người tham gia vào đấy, tham được video nhiều hơn. Đấy thì các quá trình học thì có thể thắc mắc hay nhanh hay là chậm, những phần nào chưa hiểu thì có thể xong. Ok, thì hôm nay mình sẽ nghỉ lại để gặp các bạn vào thứ năm tuần này. Ok. Thank you.